chương 414, thành hình. Hai mắt hàn lập khẽ nheo lại, Mười ngón tay nhẹ nhàng run lên, linh ti lập tức bị cắt đứt. Tiếp theo, hắn hướng tay đến túi chữ vật vỗ nhẹ một cái, từ trong đó bay ra hơn 10 đạo bạch quang, xếp thành một hàng ở phía dưới dịch thể, đúng là 12 hộp ngọc nhỏ giống nhau như đúc. Tất cả chúng đều dùng một loại bạch ngọc nào đó chế tạo nên, tinh xảo vô cùng, thể tích cũng chỉ hơn vài tấc mà thôi. Hàn lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tất cả các nắp hộp lập tức mở ra. Tiếp theo, một chữ xuống từ trong miệng Hàn Lập bắn ra, tất cả lục dịch đang trôi nổi lơ lửng trong không trung đều nghe lời hạ xuống. Vừa vặn mỗi hộp ngọc đều đủ chỗ cho một khối lục dịch. Khi Hàn Lập đem nắp hộp phong bế lại thì sắc mặt mới hòa hoãn, thực sự yên lòng. Mặc dù đã có linh thạch cùng đan dược phụ trợ thế nhưng lúc này pháp lực của hắn gần như đã cạn kiệt. Cứ như vậy, Hàn Lập ngồi tu luyện thêm mấy ngày nữa, đem trạng thái khôi phục đến mức tốt nhất rồi mới bắt đầu luyện chế 5 cây thiên lôi trúc còn lại. Trong chớp mắt đã trôi qua 3 tháng hàn lập mất rất nhiều khí lực rút cuộc cũng đem thiên lôi trúc tinh luyện thành trạng thái lòng tinh khiết sau khi nghỉ ngơi một lát liền bố trí một cái pháp trận cực kỳ phức tạp ở trong mật thất tên của nó hắn cũng không biết rõ chỉ biết pháp trận này là mấu chốt trong việc luyện chế thanh trúc phong vân kiếm được đề cập ba lần bảy lượt có thể thấy được công tác chuẩn bị này cực kỳ trọng yếu bởi vậy mặc dù phương pháp bố trí hắn đã thuộc lầu thậm chí cũng đã thử bố trí qua mấy lần thế nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận không dám lơ là chút nào chỉ sợ vẽ sai một cái phủ văn cũng có thể làm cho quá trình luyện chế pháp bảo của hắn xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, khó có thể lường trước được. Vì vậy dưới tình huống cực kỳ cẩn thận, liên tục sau nửa tháng mới hoàn thành. Hắn cũng dùng hơn 10 khối linh thạch bậc trung thử nghiệm một chút, cảm nhận được pháp trận vận hành bình thường mới an tâm. Tiếp theo, Hàn Lập cũng không có lập tức luyện chế pháp bảo mà tạm thời đi ra khỏi mật thất. Liên tiếp nửa năm không ngừng sử dụng đan hỏa, tinh thần luôn phải tập trung cao độ cho dù tu vi kết đan kỳ cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu, phải điều chỉnh lại một chút mới được. Bởi vì tiếp theo là bước mấu chốt trong việc luyện chế pháp bảo. Nhưng vừa ra khỏi mật thất lại có một việc khiến cho hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Phệ kim trùng này được hắn liên tục dùng nghe thường thảo nuôi dưỡng rút cuộc cũng bắt đầu cắn nướt nhau lần nữa. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng, từ sau khi số lượng phệ kim trùng lên đến mấy vạn con, chỉ với một chút nghe thường thảo thật sự khó có thể làm cho chúng nó đẻ trứng lần nữa để tiến hóa, Do những năm gần đây, đại bộ phận lục dịch đều bị hàn lập dùng để bồi dưỡng thiên lôi trúc. Bọn phệ kim trùng lại càng khó thay đổi hơn. Bất quá, sau khi trồng xong thiên lôi trúc, hàn lập lập tức bảo khúc hồn tiếp tục gia tăng bồi dục chúng. Dù sao, hàn lập đối với những kỳ trùng này vẫn ôm hy vọng thật lớn. Hàn lập sau khi từ khúc hồn biết được tin tức liền đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Phệ kim trùng sau khi cắn nuốt nhau thì kim ban bên ngoài thân đã chiếm non nửa. Phòng trừng thế hệ tiếp theo mà chúng nó sinh ra, kim ban hẳn là sẽ mở rộng một chút. Nhưng Hàn Lập sau khi quan sát một lát, sắc mặt vui mừng từ từ biến mất, nhíu nhíu mày. Chiếu theo tốc độ này nếu muốn tất cả phệ kim trùng tiến hóa thành kim sắc thì thật sự là có chút không khả quan. Số lượng chúng nó sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ tăng lên một ít, mà lục dịch dùng để trồng nghe thường thảo thật sự có hạn. Không có khả năng đem hơn vạn con phệ kim trùng này tiến hóa thành công. Nếu như vậy thì phải đến ngày tháng nào mới có thể hoàn thành đây. Hàn Lập ở bên ngoài mật thất bắt đầu lâm vào trầm tư. Xem ra chỉ có thể bồi dưỡng một bộ phận nhỏ mà thôi. Nếu không thì hắn hoài nghi rằng mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy kim sắc về kim trùng. Nghĩ như vậy nên Hàn Lập cũng đã có quyết định. Bất quá mọi thứ đều phải đợi sau khi bọn chúng đẻ trứng mới có thể tiến hành, tạm thời có thể yên tâm, trước tiên nên chuyên chú vào việc luyện chế pháp bảo cho tốt. Cứ như vậy, sau khi nghỉ ngơi một tháng, Hàn Lập rút cuộc cũng chọn được một ngày hoàng đạo sau đó ở bên trong phòng ngủ thắp hương khấn vái hai ngày, khiến cho tâm cảnh tiến vào cảnh giới tâm tĩnh lặng mới trở về bên trong mật thất, đứng ở trận nhãn ở giữa của pháp trận. Thân sắc hàn lập nghiêm túc vung hai tay lên, hơn người hộp ngọc chứa thiên lôi trúc dạng lỏng đều rơi vào bên trong pháp trận, chiếu một một cách nào đó mà sắp xếp. Tiếp theo các thức, các dạng hộp từ trong túi chữ vật liên tiếp bay ra, tất cả đều rơi ở trước thân hàn lập, nắp hộp tự động mở ra, xuất hiện các loại tài liệu phụ trợ đã sớm được xử lý. Hàn lập liếc mắt nhìn các tài liệu này một cái, hít sâu một hơi chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn lập mở hai mắt ra, trên người toát ra thanh quang mở nhạt. Hào quang vừa xuất hiện lập tức khiến cho linh thạch được khảm lên pháp trận phát ra ánh sáng chói mắt, pháp trận bắt đầu vận chuyển trong một tràng âm thanh trầm thấp. Thân hình Hàn lập bất động, nhưng người ngón tay bắn ra, từng tia, từng tia linh ti kéo lục dịch thiên lôi trúc từ trong hộp bay ra pháp trận bên dưới phát ra một trận âm thanh phốc phốc liên tục vang lên. Từng cột sáng to như cái bát từ các nơi bắn ra, vừa lúc bao phủ lấy lục dịch ấy vào bên trong, khiến cho chúng không thể nhúc nhích. Thấy như vậy, Hàn Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần thức cường đại chậm rãi thả ra ngoài, khống chế tất cả các cột sáng. Nhất thời chúng này như thực thể sống, màu sắc bắt đầu biến đổi, lấp lóe không chừng. Một màn quỷ dị này xuất hiện, cột sáng không biết trải qua bao nhiêu lần biến ảo không ngừng, rút cuộc màu sắc dần dần giống nhau. Kết quả là sau một lần biến ảo, tất cả chúng đều biến thành màu hỏa hồng, khiến cho lục dịch phản xạ bên trong càng thêm xanh biếc. Hàn lập mặt không chút thay đổi, hé miệng phun ra một đạo đan hỏa màu xanh bay đến một cột sáng trong đó. Phốc xích, cả cột sáng bừng cháy lên, trong phút chốc liền biến thành một cây cột lửa màu đỏ. Hàn lập không do dự đem từng ngụm từng ngụm đan hỏa phun ra, đốt cháy tất cả chúng. 72 căn cột lửa cao hơn 2 trượt, lấp lóe hồng quang trói mắt trong mật thất. Hắn thở phào một hơi, Nói về uy lực thì đan hỏa hơn những cột lửa có bề ngoài hào nhoáng này nhưng đáng tiếc khi luyện chế phi kiếm không phải cần uy lực của ngọn lửa càng lớn mới càng tốt. Điều này khiến cho hắn không thể không liều mạng, nhất thời khiến cho nguyên khí đại thương, lãng phí nhiều linh lực như thế. Hàn Lập sau khi có chút buồn bực nhớ lại thì lục dịch bên trong hỏa trụ dưới sự thao túng của thần thức cộng với pháp trận, bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Lục dịch từ hình cầu được kéo dài ra, sau đó từ từ hình thành nên phôi kiếm dài khoảng 4, năm tấc. Mặc dù nói thì đơn giản như vậy nhưng trên thực tế Hàn Lập phải thao túng một ngày một đêm mới đem 72 lục dịch đó hóa thành hình phi kiếm xuất hiện trong các hỏa trụ. Hàn Lập thở phù ra muộn khí trong lòng, tinh thần khẽ buông lỏng, sau đó có cảm giác hơi đau đầu, không khỏi nở một nụ cười khổ. Đồng thời thao túng 72 thanh phi kiếm thành hình, cho dù đối với thần thức cường đại như Hàn Lập mà nói cũng là một việc cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng cho dù thần thức thành hình vừa mới hoàn thành thế nhưng Hàn Lập vẫn không dám lơ là chút nào. Hai tay bắt pháp quyết, hỏa trụ lóe lên vài cái rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại những thanh tiểu kiếm xanh biếc vẫn còn lơ lửng trên không trung. Hàn Lập hai tay kết ấn liên tục, tất cả các thanh tiểu kiếm chậm rãi bay đến, vây xung quanh hắn. Nhìn 72 thanh phi kiếm Hàn Lập đột nhiên dùng lực cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra, ngưng tụ thành huyết đoàn to bằng quả trứng gà. Sau đó, dưới sự thao túng của Hàn Lập, mỗi thanh phi kiếm đều được vài giọt máu nhập vào. Ngay khi máu vừa tiếp xúc với phi kiếm ở thể lỏng, lập tức hòa trộn vào trong rồi biến mất vô ảnh vô tung. Làm xong những việc này, Hàn Lập lại hướng đến chiếc hộp đựng tài liệu phụ trợ bột bạc ở trên mặt đất. Chúng lập tức bay lên, tự động hòa lẫn vào bên trong mỗi thanh phôi kiếm, nhất thời khiến cho chúng xuất hiện ngân quang lập lòe. Kế tiếp là một hộp chứa bột màu đen, Hàn Lập cẩn thận dựa theo phương thức luyện chế, đem các tài luyện phụ trợ cho vào bên trong 72 phôi kiếm. Sau đó lần nữa xuất ra 72 hỏa trụ, mang tất cả các thanh phi kiếm bao phủ ở bên trong, bắt đầu một lần nữa luyện chế. Lần này Hàn Lập cũng không đồng loạt đem tất cả các phi kiếm cùng luyện chế mà là từng thanh từng thanh một. Dựa theo y nguyên như trong sách, hắn sử dụng thần thức khắc lên trên từng thanh phi kiếm một cái pháp trận cỡ nhỏ mà hắn cũng không lý giải được, giống đúc như đồ hình trong quyển sách công pháp thanh nguyên kiếm quyết. chương 415, Châu Trung, hai tháng sau, Hàn Lập rút cuộc cũng từ bên trong mật thất đi ra khuôn mặt hắn lúc này có chút tiểu tụy thế nhưng lại tràn ngập hưng phấn. Vừa nghĩ đến 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm bị hút vào trong cơ thể, khóe miệng hắn nhịn không được mỉm cười, lộ ra niềm vui khôn tả. Nghĩ lại hắn vì bổn mạng pháp bảo này, trước sau tốn hơn 20 năm tâm huyết, cuối cùng luyện chế thành công mà không xuất hiện sai lầm nào. Mặc dù chưa kiểm tra được uy lực của pháp bảo nhưng sau khi trải qua một thời gian bồi luyện, cho dù là uy lực của một thanh phi kiếm cũng tuyệt đối sẽ hơn loại pháp bảo bình thường như lục hoàng kiếm kia. Trong khi hắn đang tự đắc thì bên trong thần thức truyền đến tin tức của khúc hồn về phệ kim trùng đang đẻ trứng. Điều này khiến cho niềm vui của hắn như được nhân đôi. Hàn lập trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi đến trùng thất một chuyến. Kết quả, bên trong trùng thất là một mảng lớn màu trắng, nơi nơi đều là trứng trắng như tuyết của phệ kim trùng. Hàn lập cũng không hề trần chờ lúc này tại phụ cận khai mở một cái trùng thất khác, cùng với cái ban đầu giống nhau như đúc. Sau đó ở trên nền đất trong căn trùng thất mới này khắc họa một cái khống thần pháp trận thật lớn, nhỏ vào bên trong một lượng lớn tinh huyết. Tiếp theo, hắn mang đại bộ phận trứng trùng rời đến pháp trận đó để tiến hành nghi thức khống thần nhận chủ. Mà bên trong trùng thất ban đầu để lại gần ngàn trứng trùng có khí tức mạnh mẽ nhất. Làm xong hết thảy những điều này Hàn Lập mới chính thức an lòng, bắt đầu đến động phủ phụ cận bái phỏng một vài vị tu sĩ trước kia hắn đã kết giao rồi khôi phục lại thời gian tu luyện bình thường như trước. Trong mấy năm Hàn Lập nhập thế, cả tu tiên giới của loạn tinh hải xảy ra liên tiếp các chuỗi sự kiện lớn, có vẻ trở nên biến động bất an. Trong đó sự kiện lớn nhất chính là lục liên điện cùng với 7, 8 thể lực lớn nhỏ khác nhau, đột nhiên trong một đêm đồng thời xuất hiện thuộc hạ hoặc là đệ tử phản loạn, những thủ lãnh hoặc là tông chủ đều mất đi quyền lực, bị một ít người không hề có chút danh tiếng nào tiếp quản. Mà một ít môn phái nhỏ bình thường đều bị diệt môn, trọng bảo trấn phái bị cướp mất. Trong lúc nhất thời, người người giữa các thế lực trong loạn tinh hải đều cảm thấy bất an, Cơ hồ đồng thời đều tập trung nhân thủ lại, bắt đầu hồ nghi lẫn nhau. Tệ nhất chính là chẳng biết từ khi nào trong tu tiên giới xuất hiện truyền ngôn rằng Thiên Tinh Song Thánh sớm đã tổ hỏa nhập ma, tu vi hoàn toàn bị phế bỏ. Ngoài ra còn đồn rằng bọn họ bị một vài tên thuộc hạ tước đoạt quyền lực, căn bản không thể nắm giữ tinh cung trong tay nữa. Tin tức này vừa truyền ra nhất thời tạo nên một trận náo động. Cơ hồ tất cả những người quan tâm đều chú ý đến phản ứng của Tinh Cung với lời đồn này nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là tinh cung một chút phản ứng cũng không có, không bác bỏ tin đồn, cũng không thừa nhận nó. Cứ như vậy, càng khiến cho lòng người cả loạn tinh hải càng thêm hoang mang. Đồng dạng cũng có một ít thế lực tiềm phục và có dã tâm dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Có những kế hoạch lén lút, ngấm ngầm, có những liên minh ngấm ngầm bắt đầu. Nhưng bề ngoài sau khi lời đồn truyền ra không lâu thì các loại hỗn loạn bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, hết thảy tựa hồ đều khôi phục trạng thái bình thường nhưng những người để ý đều hiểu rõ rằng đó chỉ là giả tượng trước khi mưa bão kéo đến mà thôi bởi vậy khi hắn gặp những tu sĩ kết giao thì bàn luận với bọn họ về điều này và tất cả đều lộ ra một chút lo lắng hàn lập đối với điều này ngược lại không chút quan tâm đối với hắn mà nói vô luận là tinh cung tiếp tục xưng bá loạn tinh hải hay là các thế lực khác trỗi dậy thay thế đều là chuyện không quan trọng dù sao thì hắn là một người đơn độc chỉ cần cẩn thận một chút không bị vô cớ cuốn vào trong đó là được Dựa theo kế hoạch của chính hắn, mấy năm tới đây hắn định toàn tâm bồi luyện phi kiếm cùng với luyện chế ra mấy bộ pháp khí bố trận lợi hại. Tiếp theo đi ra biển giết một vài yêu thú cấp 6. Dù sao đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, chỉ có nội đan của yêu thú cấp 6 mới có thể luyện chế ra được đan được có hiệu dụng tăng cường tu vi một cách rõ ràng nhất. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập ban ngày nghiên cứu thuật luyện khí cùng với trận pháp, buổi tối khoanh chân ngồi xuống, dùng đan điền chi hỏa chậm rãi rèn luyện 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể. Không lâu sau, trứng của phệ kim trùng rút cuộc cũng đã nở ra. Hàn lập mừng rỡ dùng mấy cái túi chữ linh thú cao cấp đem phệ kim trùng đã nhận chủ thu vào bên trong, chậm rãi dạy dỗ và chỉ huy chúng nó để sau khi khi đối địch thuần thuộc điều khiển. Theo chủ tâm của Hàn lập, hắn rất hài lòng đối với cuộc sống an ổn tu luyện như vậy. Nếu đã kết đan thành công, mục đích tiếp theo của hắn đương nhiên là nguyên anh kỳ, muốn thử xem ngày nào đó mình có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng vào một ngày khi Hàn Lập đang ở trong phủ bồi luyện phi kiếm, đột nhiên thần sắc ngẩn ra, thân hình đứng lên, chậm rãi đi ra bên ngoài. Chỉ thấy có một vị trung niên nhân khoảng 40 tuổi đứng bên ngoài động phủ, người này da rẻ trắng trẻo, mắt nhỏ mi dài, lộ ra vẻ tao nhã, ôn hòa. Hàn đạo hiểu, tại hạ đã quấy dày rồi. Trung niên nhân vừa thấy Hàn Lập từ bên trong đi ra, âm thanh ôn hòa lập tức phát ra. Kim huynh, tại sao lại nhàn rỗi đến thăm tệ xá vậy nhanh nhanh vào trong đi hàn lập không dám chậm trễ hoàn lễ mời trung niên nhân vào trong động phủ người này tên gọi đầy đủ là kim thanh là một tu sĩ kết đan kỳ ở gần chỗ của hàn lập người xem như thuộc chính phái khi hàn lập vừa mới kết đan đã chỉ điểm cho hắn một chút ít coi như là một vị có quan hệ thân thiết với hàn lập nhất trong các tu sĩ mà hắn kết giao lần trước hàn lập đi bái phỏng hắn nhưng lại phát hiện đối phương không có bên trong động phủ sau khi nghe ngóng mới biết vị đạo hữu này ra ngoài du lịch mấy năm chưa về bây giờ có thể nhìn thấy khiến cho trong lòng hắn tự nhiên có chút cao hứng không cần đâu kim mỗ đứng đây nói là được rồi lát sau còn có chuyện khác phải làm kim thanh xua xua tay cười nói có chuyện gì kim huynh cứ việc nói là được hàn mỗ xin rửa tay lắng nghe hàn lập cười cười dỡn dỡn đáp lời nghe xong lời này kim thanh mỉm cười chậm rãi nói Ta mới trở về không bao lâu chợt nghe tu sĩ xung quanh nói Hàn đạo hữu những năm gần đây một mực nghiên cứu trận pháp, bây giờ đã có chút thành tựu rồi. Thật sự là chuyện rất đáng mừng, nói đến cũng thật đúng lúc, tại hạ lần này ra ngoài gặp phải một việc khó xử, muốn phá một trận pháp cấm chế, cho nên lần này đến đây muốn nhờ tài nghệ trận pháp của đạo hữu, mong rằng đạo hữu nhận lời. Cấm chế, không biết là nơi nào? Hàn lập sửng sốt, sau đó thần sắc bình thường hỏi. Đạo hữu, xin mời xem vật này. Kim Thanh cũng không có trả lời hắn, ngược lại từ trong túi chữ vật lấy ra một vật đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận quan sát, vật đó chính là một viên chân châu trắng lớn cỡ ngón cái. Đây là, Hàn Lập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kim Thanh, đạo hữu rót một ít linh lực vào vật ấy liền biết rõ. Kim Thanh khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ thần bí nói. Hàn Lập nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ truyền vào trong đó một chút linh lực. Nhất thời viên chân châu đó xuất hiện bạch quang chói mắt khi linh lực Hàn Lập vừa truyền vào, ánh sáng này đối với phạm nhân mà nói thì phải tránh xa một chút nếu không muốn bị thương tổn hai mắt. Nhưng Hàn Lập là tu sĩ kết đan kỳ, sau khi biết chỉ là bạch quang bình thường liền ngưng thần nhìn chăm chú vào viên chân châu này. Kết quả khiến cho ánh mắt của Hàn Lập khẽ động, bởi vì trong viên chân châu này dường như xuất hiện một cái gì đó. Lần này, Hàn Lập không đợi Kim Thanh nhắc nhở liền đem thần thức dò xét bên trong. Theo thời gian trôi đi, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên trịnh trọng. Cổ tu sĩ di chỉ, Hàn Lập đem thần thức thu lại, Hít một hơi thật sâu nhìn trung niên tu sĩ hỏi một câu. Cũng không rõ lắm, bất quá bản đồ này dùng phương pháp cổ xưa để bảo tồn nên cũng chỉ có cổ tu sĩ mới có thể làm như vậy. Trên mặt Kim Thanh hiện lên một tia hưng phấn, có chút gấp rút nói. Hàn Lập nghe xong gật gật đầu, dùng chân châu cùng với vỏ sò chứa đựng tin tức trọng yếu chính là việc làm thường xuyên của cổ tu sĩ loạn tinh hải. Mà ở bên trong viên chân châu này lại còn có một cái giống như là bản đồ vậy. Lúc này, Kim Thanh ở bên cạnh nói, chân châu tổng cộng có hai viên hợp thành sẽ tạo nên một bộ bản đồ hoàn chỉnh do ta cùng với một vị bằng hữu ở trong một tiểu điếm đồng loạt phát hiện lúc ấy chúng nó cùng với mấy viên chân châu bình thường khác đính ở trên một cái vòng cổ ta cùng với hắn phân ra mỗi người một viên liên thủ đi tìm địa phương trên tấm bản đồ này nói như vậy các ngươi đã tìm được nơi đó hàn lập sờ sờ cầm, có chút đăm chiêu hỏi không sai chúng ta sau khi tốn hao thời gian năm sáu năm rút cuộc cũng đã tìm ra cách đây không lâu Đáng tiếc là nơi này bị một đại trận bao phủ, ta cùng người kia đối với trận Pháp một chút cũng không thông, không thể làm gì khác hơn là thất vọng quay về. Nhưng ta cùng với đối phương ước định, sau khi trở về đi tìm một hảo thủ về trận Pháp để quay trở lại phá trận. Hàn Đạo Hữu cũng biết, trong số tán tu như chúng ta, người tu luyện trận Pháp ít lại càng ít. Cho dù có hai, ba người thì chúng ta cũng không quen. Thật không ngờ trong khi Kim Mỗ đang còn giàu dĩ lại nghe được chuyện của Đạo Hiếu không thể làm gì khác hơn là mặt dày đến nơi đây mời Hàn Đạo Hữu trợ giúp. Hàn Đạo Hữu yên tâm, chỉ cần có thể phá được đại trận này, bất luận là bên trong của tu sĩ gì chỉ kia có lưu lại cái gì, chúng ta sẽ cấp cho Đạo Hữu một phần. Kim Thanh thấy Hàn Lập có chút trần chờ, vội vàng giải thích chi tiết cho hắn và cũng đưa ra một lời hứa. Chương 416 Thổ Sơn, nghe đối phương nói lời này xong, Hàn Lập không lập tức đáp ứng, mà cau cái mũi lại, sau khi ngẫm nghĩ mới nói. Kim Huynh, Việc này để ta xem xét một chút được không? Hai ngày sau ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho đạo hữu. Được, Hàn đạo hữu cứ ngẫm nghĩ đi, nếu thật sự không đáp ứng, ta sẽ đi tìm người khác, thử xem còn có tán tu nào biết về trận pháp nữa hay không. Kim Thanh cực kỳ thông cảm đáp ứng, sau đó hắn còn cùng Hàn lập tán gẫu vài câu rồi mới ôm quyền cáo từ. Hàn lập nhìn thân ảnh Kim Thanh rời xa, đứng cả nửa ngày cũng không động đậy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư lại nói tiếp chỗ có cổ tu sĩ di chỉ như thế tại loạn tinh hải đã từng phát hiện được không ít nhưng bên trong đó có khi không có gì hết có khi phát hiện được tâm đắc tu luyện của tu sĩ thời thượng cổ một ít tài liệu hoặc pháp bảo cực kỳ hy hi hữu hiện đã không còn tồn tại nữa nói tóm lại phần lớn trong di chỉ dù ít hoặc nhiều thì cũng đều có thu hoạch đương nhiên tốt xấu thì còn phải xem vận khí của người phát hiện như thế nào chẳng qua dựa theo ý nghĩ của hàn lập hắn thật sự không nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm cái gọi là cổ tu sĩ di chỉ bởi vì loạn tinh hải lúc này không yên bình chút nào bên ngoài thiên tinh thành làm sao an toàn được hơn nữa thanh trúc phong vân kiếm của hắn chưa luyện được bao lâu nên cũng không có uy lực lớn cho lắm như vậy nếu hiện tại hắn ra ngoài thật sự có chút trần chừ nếu là người khác hàn lập đã sớm từ chối nhưng vị kim thanh này dù sao cũng có quan hệ coi như tốt với hắn lúc trước đã chỉ điểm về tu luyện cho hắn hơn nữa lại là lần đầu tiên mở miệng yêu cầu nên cự tuyệt thì có chút ngượng ngùng suy nghĩ tại chỗ một lát Hàn Lập mới thở dài một tiếng. Dù sao còn có hai ngày, việc này phải cân nhắc một chút. Nghĩ như thế Hàn Lập sau khi lắc đầu rồi chuyển bước nhẹ nhàng đi vào trong động phủ. Hai ngày sau, quả nhiên Kim Thanh lại tới ngoài động phủ, Hàn Lập cuối cùng đáp ứng đối phương đi một chuyến. Một phần là vì nhân tình của đối phương, phần khác thực sự là do hắn có vài phần hứng thú với di tích tu sĩ cổ kia, ai biết được bên trong sẽ phát hiện được thứ gì đây. Kim Thanh cực kỳ mừng rỡ, ngay ngày sau liền cùng Hàn Lập, khúc hồn rời khỏi thiên tinh thành đi đến gì chỉ đó. Sự tình khúc hồn là phân thân của Hàn Lập thì các tu sĩ gần đó sau mấy năm tiếp xúc với hắn đều biết rõ mà không cần nói, tất nhiên Kim Thanh cũng không có ý kiến gì, cùng nhau nhanh chóng phi hành đến trên một hải vực xa xôi của loạn tinh hải. Theo như lời của Kim Thanh với thời gian phi hành lâu như vậy thì đích đến đã ở phía trước cách đó không xa. Quả nhiên sau nửa ngày, rút cuộc bọn họ đã thấy được một hòn đảo lớn. Diện tích của nó thật lớn, phương viên rộng trên ngàn dặm nhưng trên những ngọn núi của đảo này đều là đất liếc mắt nhìn lại thấy khắp nơi toàn một mảnh bụi vàng chính là đảo này sao lúc này hàn lập từ bầu trời nhìn xuống có vẻ nghi hoặc hỏi kim thanh bên cạnh không sai lúc trước dựa vào bản đồ cổ kia liền tìm ra đảo này những ta cũng đã tìm hiểu nghe ngóng những phạm nhân gần đây thì biết nó là một hòn đảo hoang chẳng những phụ cận không tìm thấy một linh mạch nào hơn nữa không hiểu tại sao cây cối thường cũng không thể tồn tại trên đảo được trên mặt kim thanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói Hàn Lập nghe xong khẽ giật mình, nhưng sau một lúc hắn suy ngẫm liền cười nói. Đảo này càng không bình thường càng nói rõ rằng trên đó thật sự có thể có di chỉ của tu sĩ cổ, điều này đúng ra là một tin tức tốt. Ha ha, lúc ấy chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy cho nên mới xem xét toàn đảo, sau đó tìm được một chỗ có khả năng nhất. Kim Thanh có vẻ đắc ý nói. Hàn Lập ô nghe xong thì nhàn nhạt cười, nhìn quanh một chút rồi tùy ý hỏi. Tuy nhiên, người nói nơi đó có trận pháp bao phủ, rút cuộc là ở đâu? Tiếp tục bay thêm trăm dặm về hướng Tây, có một tòa núi đất thật lớn. Trên sườn có đại trận phong ấn, Kim Thanh không hề suy nghĩ đáp lời. Chúng ta hãy đi thôi, nói không chừng vị đồng đạo kia của ngươi đã sớm trở lại, phá trận rồi cũng nên. Hàn Lập cười nói, hắc hắc, nếu thật sự là như thế cũng tốt, đến lúc đó cũng giảm được không ít phiền toái rồi. Nhiều lắm để cho bọn họ lấy thêm một vài món là xong. Kim Thanh sờ sờ cầm, vẻ mặt hiện ra một tia giảo hoạt, Hàn Lập lần đầu gặp được biểu tình kiểu này của đối phương khiến hắn không thể cười được. Hai người bọn họ cũng chỉ là nói cho vui thế thôi. Bởi vì ai cũng đều biết đại trận do của tu sĩ thiết lập nếu không có một hai tháng thăm dò nghiên cứu thì sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được. Đi thôi Hàn Đạo Hiếu, đừng làm người ta phải đợi lâu. Kim Thanh gọi Hàn Lập một tiếng, liền dẫn đầu hóa thành một đạo hào quang thanh bạch lưỡng sắc bay đi. Hàn Lập cười nhạt, cùng khúc hồn đồng thời thúc giục Pháp bảo đuổi theo sau hơn trăm dặm đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói thì chỉ trong chốc lát. Một tòa núi đất màu vàng thật cao hiện ra trước mắt Hàn Lập. Núi này cao chừng ngàn trượng, toàn thân một màu vàng đất, không thấy một điểm xanh biếc nào khiến người ta có loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như được đất vàng đắp thành vậy. Nhóm Hàn Lập khi phi hành đến gần thì bỗng nhiên cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện, đến nỗi cát bay đá chạy. Kinh phong minh mông vô tận thổi đến cuốn đất đá bay mù mịt, khiến cho xung quanh lập tức như thiên hôn địa ám, ngay cả năm ngón tay cũng không thấy được. Bọn Hàn Lập tự nhiên sẽ không có chút sợ hãi nào với bão cắt kia, sau khi hào quang chợt lóe, trên người đã xuất hiện một vòng sáng hộ thể, bảo vệ bọn họ trong đó, cho nên Hàn Lập vẫn vững vàng bay về phía trước. Sau khi bọn họ phi hành hơn 10 dặm thì bão cát tự nhiên biến mất, còn chính mình thì đã đến chân núi. Kim Thanh mang theo Hàn Lập phi hành quanh núi đất gần nửa vòng, kết quả dừng lại trước mấy tòa thạch ốc cực kỳ đơn giản, hơn nữa vừa thấy đã biết dùng thạch hóa thuật biến ra, toàn bộ đều là màu trắng xám. Nhóm của Kim Thanh chưa kịp hạ xuống thì cửa của một gian thạch ốc trong số đó đã được tự động mở ra, trước sau đi đến ba tu sĩ gồm có hai nam, một nữ. Nam đều là tu sĩ kết đan kỳ, nữ lại chỉ có tu vi là trúc cơ kỳ mà thôi. Kim Đạo Hiếu, các người cũng đến đây rồi, thật là xảo hợp, bọn ta cũng mới tới không lâu một vị nam tu sĩ trẻ tuổi nho nhã mặc áo trắng vừa thấy kim thanh lập tức cực kỳ nhiệt tình tiếp đón lộ ra sự hiếu khách hồ đạo hữu đến sớm cũng phải không giống kim mỗ còn phải trở lại thiên tinh thành mới có thể mời được hàn đạo hữu đến dường như kim thanh cùng người này đối đãi nhau không tệ rất hòa nhã nói hàn đạo hữu ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lập tức hướng tới trên người hàn lập và khúc hồn tra xét vài lần hiển nhiên nhất thời cũng không biết nói đến là vị nào tại hạ hàn lập còn vị này chính là sư huynh khúc hồn Hàn Lập liền ôm quyền cười nói. Trên đường đến đây, Hàn Lập đã cùng Kim Thanh bàn bạc qua, tốt nhất là không cần bại lộ thân phận chính thức của khúc hồn. Hơn nữa Hàn Lập phát hiện, vị hồ tu sĩ này nhìn như trẻ tuổi, làn da sáng bóng, căng mịn nhưng trên khóe mắt lại hiện ra một ít nếp nhăn rất nhỏ, thực tế chỉ là chăm sóc tốt mà thôi còn tuổi chắc không nhỏ chút nào. Theo như lời nói của Kim Thanh, vị hồ tu sĩ này chính là người đồng loạt với hắn phát hiện ra hai viên chân châu kia. Tại Hạ Hồ Nguyệt, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hy vọng sau này có thể trao đổi một chút tâm đắc về phương diện tu luyện cùng hai vị dù sao trong tán tu chúng ta số lượng kết đan quá ít ngoài ra ta xin giới thiệu một chút về hai vị đạo hữu này nhé hiển nhiên hồ nguyệt có khả năng giao tiếp mới nói mấy câu đã khiến hàn lập có chút ấn tượng tốt tiếp theo hắn bắt đầu giới thiệu một nam một nữ kia cho bọn hàn lập hai vị này là thạch điệp tiên tử cùng giản huynh thạch tiên tử chính là cao thủ trận pháp đại danh đỉnh đỉnh của hồng nguyệt đảo tin tưởng rằng cùng liên thủ với hàn đạo hữu thì nhất định có thể phá giải trận pháp này. Mà giản huynh đã là tu sĩ kết đan trung kỳ, trong quá trình phá trận sẽ góp sức không nhỏ. Hồ Nguyệt mỉm cười nhất nhất giới thiệu, phải nói trước, ta phụ trách giúp các người phá trận, nếu phía sau còn có gì nguy hiểm thì một nữ tử trúc cơ kỳ như ta cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa những thứ tìm được lần này ta sẽ chọn trước một món. Vị nữ tu sĩ thạch điệp này tư sắc cũng bình thường nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, mở miệng là không chút khách khí khiến bọn hàn lập ngẩn ra không nguyệt đảo không biết thạch đạo hữu cùng hồng nguyệt đảo thạch chân nhân xưng hô như thế nào kim thanh bỗng nhiên lộ vẻ trần trừ hỏi một câu đó là gia phụ vị nữ tu sĩ này sau khi liếc nhìn kim thanh một cái liền lạnh lùng trả lời ha ha một khi đã như vậy hết thảy liền theo như lời thạch cô nương vậy kim thanh vừa nghe đối phương nói thế không chút do dự lập tức đáp ứng làm hàn lập có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái hàn đạo hữu Thạch chân nhân trước kia từng có ân với tại hạ, đành phải nhờ đạo hữu chiếu cố một chút. Bên tai Hàn Lập truyền đến âm thanh của Kim Thanh, Hàn Lập nghe xong cũng không nói gì, lơ đãng nhìn Kim Thanh cười nhàn nhạt, nhạt. Chương 417, dĩ trận phá trận, như vậy đi, nếu như Hàn huynh cùng Thạch tiên tử phá được đại trận, đến lúc đó sẽ để hai vị mỗi người được chọn trước một món đồ, còn lại là chúng ta chia nhau. Hồ Nguyệt lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ, vội vàng kéo cả Hàn Lập vào, cuối cùng đem cục diện trước mặt miễn cưỡng xử lý vị tu sĩ họ giản cao gầy kia vẫn giữ thần sắc bình thường đứng một bên, chưa nói một câu nào làm Hàn Lập có chút nhìn không thấu. Hồ Đạo Hiếu, không bằng trước hết để Hàn Huynh đệ cùng Thạch Tiên Tử đến chỗ đại trận, xem thử có khả năng phá được hay không rồi mới nói sau. Nếu không thể thì nói gì cũng vô dụng thôi, Kim Thanh mỉm cười đề nghị nói, đúng, trận pháp này cũng quá tà môn, ta cùng Kim Đạo Hiếu từng mạnh mẽ công kích một ngày một đêm, thế nhưng trận pháp này lại không thể phá được một tí nào nếu dựa vào ngoại lực, ngược lại một thân pháp lực của chúng ta tiêu hao không còn một mảnh hồ nguyệt vỗ vỗ đầu mình rồi vội vàng đồng ý vì thế những người khác cũng không có một điểm ý tứ phản đối nào mang theo lòng hiếu kỳ một hàng người giá ngự pháp bảo hướng sườn núi bay đi kết quả dừng lại ở một chỗ dốc thoai thoải gần đó hai vị đạo hữu nhìn kia chỗ có hoàng vụ bao phủ chính là nơi trận pháp tồn tại hồ nguyệt tại giữa không trung dùng một ngón tay chỉ về phía trước trịnh trọng giới thiệu với bọn hàn lập Kỳ thật không cần chỉ Hàn Lập cũng sớm thấy rõ ràng, một phạm vi bị bao trùm bởi sương mù màu vàng không xa phía dưới kia, giống như một con quái thú thật lớn nằm phục tại đó với vẻ nặng nề, yên lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị sâu không lường được. Ồ, xem ra đây là một trận pháp song thuộc tính thổ, phong, thật sự có chút ý tứ. Thạch Điệp vừa thấy khí thế của trận pháp này thì hai mắt sáng ngời không khỏi lộ ra vài phần hưng phấn. Nghe xong lời nói của nàng ta, Hàn Lập được nhắc nhở không khỏi liếc mắt nhìn kỹ, không lâu sau sắc mặt đã trịnh trọng hơn hẳn. Trận pháp chính như lời nữ nhân kia nói, là song thuộc tính phong thổ, lấy trình độ của hắn hôm nay nếu muốn phá thì có chút khó khăn rồi. Ngay lúc này Thạch Điệp bỗng nhiên từ từ hạ xuống cạnh trận pháp, bừng bừng hưng phấn lấy ra một ít pháp khí cổ quái, bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy trước tiên nàng dùng một pháp khí hình tròn, tay cầm nó ném vào hoàng vụ tạo thành một cột sáng màu xanh biếc, kết quả cột sáng này như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Nàng nhíu nhíu mày, lại xuất ra một viên thủy tinh cầu màu đỏ như lửa, dùng tay lau lau vài cái rồi ném vào bên trong là đám hoàng vụ kia. Nhưng sự tình cũng tương tự, sau khi pháp khí lóe vài điểm hồng quang đã bị hoàng vụ dày đặc kia bao phủ lại. Sắc mặt nàng biến thành màu hồng, vẻ mặt không nén được giận. Lại liên tiếp lấy ra thêm 7 tám kiện pháp khí khác nhau để thăm dò trận pháp này. Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng có thể chiếu được làm hoàng vụ cuồn cuộn lên một cái, còn lại đều không có một điểm hiệu quả. Thấy cảnh này, bọn người hồ nguyệt kim thanh sau khi nhìn nhau vài lần nhìn không được bay đến trên sườn núi đi đến đứng ở phía sau hàn lập thấy nàng ta vẫn muốn lấy pháp khí ra rút cuộc hít dài một hơi ôn hòa hỏi hừ hàn đạo hữu nếu là có thủ đoạn cứ thi triển là được tiểu nữ sẽ không ngăn cản hiển nhiên vị thạch điệp tiên tử này hôm nay có chút thẹn quá hóa giận nên sắc mặt không tốt nói với hàn lập trong lòng hàn lập rất bực bội nhưng sắc mặt vẫn không mừng không giận của mình chẳng biểu hiện ra chút bất mãn nào cả mà là vỗ nhẹ vào túi chữ vật, 10 cây cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra, sau đó nhẹ nhàng luân chuyển xung quanh hàn lập. Trận kỳ vừa thấy mấy tiểu kỳ này Kim Thanh trong chớp mắt đã kêu lên một tiếng trước tiên. Những người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng hiểu Hàn Lập không đi phá trận mà lấy ra mấy thứ này để làm gì nữa. Hàn Lập không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ mà chỉ tay về đám trận kỳ. Nhất thời 10 đạo quang hoa bay lên, tất cả trận kỳ đều bay lên bên trên hoàng vụ, sắp xếp dựa theo một quy luật nào đó, hình thành nên bắt đầu trận thế nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời. Bắt đầu lưỡng nghi trận dường như thạch điệp nhìn ra cái gì đó, xuất hiện một tia giật mình. Mà lúc này, trận kỳ đã phát ra những âm thanh nho nhỏ, tiếp theo 10 cột sáng từ trong tiểu kỳ bắn ra, tại giữa không trung tập trung lại thành một cột sáng rất lớn, trực tiếp xạ xuống hoàng vụ phía dưới, rồi lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thấy một màn kinh người này đám người kể cả thạch điệp nhanh chóng nhìn hoàng vụ, thế nhưng nó vẫn trầm ổn, không phát sinh chút dị tượng nào cả. Hàn huynh, đây là, Kim Thanh nhịn không được nghi hoặc trong lòng, đang muốn nói vài câu thì rút cuộc dị biến đã xảy ra. Vốn hoàng vụ tịch liêu, tràn ngập tử khí kia bỗng chuyển đến tiếng động ông ông trầm thấp, tiếp theo hoàng vụ bên trong giống như nước nóng sôi trào, bắt đầu quay cuồng, tựa như một con dao long sống động đang vẫy vùng, khiến cho sông cuộn biển gầm. Lời nói của Kim Thanh đã đến miệng lập tức phải nuốt xuống. Giờ phút này tinh quang trong mắt Hàn Lập bắn ra bốn phía, không khách khí dùng mấy đạo pháp quyết bắn tới trận kỳ đang trong không trung kia nhất thời mười thanh trận kỳ bắn ra các cột sáng nhiều màu liên miên bất việt không lâu sau một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy hoàng vụ vốn quay cuồng này bắt đầu chấn động hết đợt này đến đợt khác rất có quy luật rồi phình ra giống như bong bóng càng ngày càng lớn càng ngày càng cao phảng phất trong đó có yêu ma quỷ quái gì đó muốn phá mà lao ra các tu sĩ vừa thấy vậy trong lòng cũng hoảng sợ không khỏi tự động lui lại phía sau mà sắc mặt vị thạch tiên tử kia lại đại biến vội vàng lùi lại hơn 10 trượng rừng cước bộ rồi mới dám quay đầu lại nhìn. Âm âm, liên tiếp những âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc phát ra từ trong hoàng vụ nồng đậm kia. Cho dù chúng tu sĩ đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị một trận lốc mãnh liệt thổi đến khiến cho đông ngả tây nghiêng, đứng cũng chẳng vững được. Mọi người vội vàng xuất ra vòng phòng hộ bản thân, lúc đó mới ổn định lại được cước bộ, nhìn chằm chằm vũ khí. Kết quả là ngoài vị thạch điệp đã dự đoán từ trước ra thì những người khác đều lắp bắp kinh hãi chỉ thấy hoàng vụ vốn nồng đậm không thể khu trừ được thì nay đã bị thổi bay tán loạn trở nên rõ ràng, có thể thấy được thứ bao phủ bên trong. Bọn hồ nguyệt này nhất thời mừng rỡ, Kim Thanh đi vài bước đến bên cạnh Hàn Lập, mặt mày hớn hở nói. Hàn huynh đệ, không nghĩ tới bổn sự của ngươi thật sự không nhỏ, trận pháp này đã bị ngươi phá xong rồi sao? Phá xong, Kim Huynh cũng quá xem thường trình độ của tu sĩ cổ rồi. Ta chỉ mới phá được tầng trận pháp che mắt ở ngoài cùng mà thôi. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, cười khổ giải thích cho mấy người ha ha không vấn đề gì chúng ta còn ngày dài tháng rộng có đủ thời gian chờ đợi đạo hữu chậm rãi phá bỏ trận pháp hiện tại ta rất tin tưởng thành công kim thanh vừa nghe có chút thất vọng nhưng chưa đợi hắn nói gì thì hồ nguyệt ở phía sau đã tiến lên vui mừng nói đúng tu tiên giả như chúng ta thì sao còn sợ không đủ thời gian chứ kim mỗ sẽ không nóng vội đâu kim thanh nghe nói thế giật mình lập tức ngượng ngùng phụ họa lúc này Thạch Điệp cũng không còn chút ngạo khí nào nữa, sau đó hướng Hàn Lập thi lễ rồi thành khẩn nói: "Tiểu nữ tử đúng là ích ngồi đáy giếng, không nghĩ tới tiền bối lại có thể dùng phương thức đặc biệt là lấy trận phá trận như thế này, thật sự khiến cho vãn bối được mở rộng tầm mắt. Mong rằng sau này được tiền bối chỉ điểm nhiều một chút về trận pháp." Nghe xong lời nàng, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, hoàn lễ lại, ấn tượng đối với cô gái này cũng thay đổi một chút. "Không có gì, đây cũng chỉ là chút tiểu kỹ xảo mà thôi." trên thực tế tại hạ đối với lĩnh ngộ về trận pháp thực sự không cao. Hàn lập thần sắc như thường nói, lời này cũng chính là lời nói thật tâm của hắn. Nếu không phải lúc trước đối phương nhìn ra trận pháp này có thuộc tính là phong thổ thì Hàn Lập cũng chẳng biết nên hành động như thế nào để phá huyễn trận đó. Bởi vì Hàn Lập mới nghiên cứu trận pháp trong thời gian hai chục năm ngắn ngủi, cho nên chỉ đạt được thành quả rất hạn chế, đối với nguyên lý của đại bộ phận trận pháp thì cũng chỉ là biết chút ít mà thôi. Mà hắn dùng trận kỳ của bộ bắt đầu lưỡng nghi trận để phá giải cũng chỉ là tin tưởng dựa theo kiến thức của vị kỳ tài trận pháp tân như âm mà thôi. Bởi vì trong cuốn tâm đắc mà nàng tặng có rất nhiều phương pháp phá trận xảo diệu. Hàn lập mặc kệ 3721, không cầu giải thích sâu, trực tiếp sử dụng. Tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ, chiêu thức ấy liền khiến mấy người kia chấn động, nhưng lời giải thích của Hàn Lập, trong mắt mấy người lại biến thành khiêm tốn, nên bọn họ đều hiện ra vài phần cung kính. Hàn Lập nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, cũng không giải thích thêm nữa, ngược lại dùng ánh mắt nhìn vào đại trận thực sự. Sau khi sương mù biến mất, lộ ra một tầng hào quang vàng nhạt, bao phủ phạm vi hơn trăm trường. chương 418, phá trận, màn sáng bảo vệ mạnh mẽ nhưng hơi đục, mặc dù không che giấu cực kỳ kỹ càng như hoàng vụ kia, nhưng vẫn đang có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa trừ nó ra, dường như bên trong còn có những tầng khác nữa, tại trung tâm màn hào quang, mơ hồ có thể thấy một cây cột hình trụ cao mấy trượng, dường như mặt trên còn khắc cổ văn nhưng cụ thể nó là cái gì thì mọi người không thấy rõ lắm bởi vì khi thần thức tiếp xúc với màn sáng thì lập tức bị bắn ngược trở lại căn bản không thể xâm nhập dù chỉ một chút càng cổ quái hơn chính là vô số hào quang bảy màu không ngừng chuyện động bên trong giống như vật sống vậy trông rất quỷ dị mấy người khác cũng thấy được hết thảy không khỏi lấy làm kỳ lạ sắc mặt hàn lập âm trầm một chút trong ánh mắt lơ đáng dường như hiện lên một tia nghi hoặc tuy hắn không hiểu nhiều đối với cách bố trí của trận pháp cổ nhưng trong các điển tịch của tân như âm thì các loại trận pháp cổ cũng không phải ít thấy hình dáng cũng như khí thức của trận pháp trước mặt này tựa hồ không giống các loại loại trận pháp cổ khác ngược lại nó có vài phần tà khí nghĩ như vậy hàn lập nghiêng đầu liếc thạch điệp cách không xa đó chỉ thấy nàng vẫn đang tò mò đánh giá đại trận trên mặt thực sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào cả Điều này khiến cho một người không tự tin đối với trận pháp như Hàn Lập trong lòng nhẹ nhõm, cho rằng mình đoán sai. Được rồi, ta xem sắc trời cũng không còn sớm. Hàn huynh đệ và mọi người từ xa mới đến, hay là nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu phá trận này có được không? Ta xem bộ dáng thì thấy cũng không thể thành công trong thời gian ngắn được. Lúc này Hồ Nguyệt cực kỳ thông cảm với mọi người nên đề nghị. Nghe xong lời này, Hàn Lập thấy mấy hôm nay liên tục bay đến đây nên cũng có cảm giác mệt mỏi. Vì vậy không mở miệng phản đối. Nhưng thật ra vị Thạch Tiên tử kia khi nhìn thấy đại trận thì cũng có chút mong chờ muốn thử ngay. Nhưng nghe Hồ Nguyệt nói thế, nên cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người liền bay về Thạch ốc, bởi vì phòng ốc không đủ, mấy người bọn Hàn Lập liền dùng một ít bùn đất xây mấy cái. Sau đó dùng Thạch hóa thuật biến chúng thành thạch ốc, lúc đó mấy người mới chính thức đi vào. Sáng hôm sau Hàn Lập và Thạch Điệp đi đến màn sáng gần đó, bắt đầu nghiên cứu và thí nghiệm thuộc tính của trận pháp cả quá trình cực kỳ chậm rãi. Đặc biệt ngay thời điểm ban đầu hai người đều có chút cảm giác vô lực do thường xuyên đụng tới một ít khó khăn không thể phá giải, cả ngày cũng không có tiến triển chút nào. Nhưng mặc kẻ có nói như thế nào thì trận pháp là vật chết mà người là kẻ sống. Chỉ cần có đủ thời gian để nghiên cứu thì cho dù trận pháp có quỷ dị thế nào cũng sẽ dần dần bị phá giải thôi. Dưới sự chung sức nghiên cứu của Hàn Lập và vị nữ tử này, cái được gọi là trận pháp cổ kia cũng không ngoại lệ. Từng điểm Từng điểm của trận pháp đã được hai người dần dần hiểu rõ. Trong quá trình này, đánh giá Hàn Lập đối với vị nữ tu sĩ họ Thạch cũng có chút thay đổi. Nàng ta tuy có chút ngạo khí nhưng thật đúng có vài phần bổn sự. Chẳng những nàng nắm lòng bàn tay các trận pháp dù lớn hay nhỏ vẫn thường được lưu truyền bên ngoài, hơn nữa khả năng nghiên cứu bố cục trận pháp không để sót điểm nào, vô cùng tinh tế. Điều này khiến Hàn Lập rất khâm phục, theo cái nhìn của hắn thì vị nữ tử này tuy trình độ lý giải đối với trận pháp không lợi hại như của Tân Như Âm, nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều dù hàn lập bội phục nàng nhưng hắn cũng có chút buồn bực như thế nào mà cao nhân về trận pháp đều là nữ tử hết vậy chẳng lẽ nữ tu sĩ đối với trận pháp thì có thiên phú sao chẳng qua vị thạch tiên tử này so với tân như âm chỉ mới có lý luận suông tuy nói rõ ràng hợp lý nhưng thủ đoạn phá trận lại quá ít ỏi cũng chỉ là quanh đi quẩn lại mấy loại mà thôi nếu như vậy mà không có hiệu quả thì nữ tử này sẽ lập tức trừng mắt thúc thủ vô sách mà Hàn Lập chỉ là kẻ lơ mơ về kiến thức, tự nhiên việc phân tích không bằng nàng. Hắn rất tự biết mình, không bao giờ cùng tranh cãi tay đôi với nữ tử này, dứt khoát đem các kỹ xảo phá trận của Tân Như Âm lấy ra sử dụng, khiến cho nàng ta giật mình không ít. Vì thế sau một thời gian làm việc ăn ý giữa Hàn Lập và Thạch Tiên Tử, nhược điểm thì do nàng phụ trách nghiên cứu, việc phá giải thì do Hàn Lập động thủ. Vì vậy chẳng những tiến độ phá trận tăng lên rất nhiều, hơn nữa hai người cũng học được từ nhau rất nhiều khuyết điểm của mình khiến cả đôi bên rất vừa lòng cho nên mấy người kim thanh đều không phải nhấc chân động tay chút gì lặng lẽ ngồi luyện khí trong thạch ốc chậm rãi đợi hai người phá trận vào một ngày của ba tháng sau hàn lập cùng thạch điệp gọi những người khác ra bởi vì trải qua công việc mấy hôm nay rút cuộc đại trận đã gần như được phá giải hoàn toàn chỉ còn đạo cấm chế cuối cùng mà thôi nếu thành công thì cột đá kỳ lạ kia sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người ngay thôi màn sáng bảo vệ lúc này mà so với ban đầu khi hàn lập chưa bắt tay vào phá giải thì đã không còn giống chút nào nữa chẳng những diện tích thu nhỏ hơn non nửa màu sắc cũng không giống trước kia có màu sắc vàng tối nay đã thành màu đỏ như lửa người ngoài chỉ cần nhìn một chút cũng đều cảm nhận được một cỗ khí tức nóng rực táp vào mặt càng khiến người khác phải kinh ngạc chính là quang mang bảy màu trong màn hào quang lúc này đã hóa thành vô số hỏa xà có cánh bay lượn khắp nơi không ngừng phun ra những ngọn lửa đây là loại yêu vật gì Kim Thanh thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc hỏi, còn vẻ mặt mấy người khác cũng đều hiện lên sự kinh ngạc. Hỏa hệ yêu linh xí ác, phi thường hiếm thấy, chỉ có những địa phương cực kỳ đặc thù mới có thể hình thành chúng, thời gian sống rất ngắn, thường thường chỉ sống mấy canh giờ thì tiêu tan. Nhưng chúng có khả năng trời cho là phun yêu hỏa, lợi hại không dưới đan hỏa của chúng ta đâu, nó có khả năng cắn nuốt hồn phách của phàm nhân cũng như nguyên thần của tu tiên giả, ứng phó cực kỳ khó khăn. Mà đạo cấm chế cuối cùng này hiển nhiên biến chỗ này thành nơi tam dương chi địa, cho nên mấy cái hỏa linh này mới có thể vĩnh sinh bất diệt nếu tu sĩ không hiểu rõ ràng mà mạnh mẽ phá cấm chế thì không thể thoát khỏi độc thủ của lũ xí si ác này thạch điệp có vài phần đắc ý ở một bên giải thích dù sao lai lịch của chúng cũng rất ít người biết cho nên nàng mới nghĩ đến trước tiên xí si ác bọn người kim thanh vừa nghe thấy việc cắn nuốt nguyên thần thì trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ biến sắc một khi đã gọi chúng ta đến đây thì chắc là hai vị đã có cách phá giải rồi chứ vậy không nên khách khí cứ phân phó đi tu sĩ rất ít lời kia bỗng nói ra một câu ngoài ý muốn. Những người khác sau khi cảm thấy giật mình thì đều mang ánh mắt nhìn về hướng nữ tử cùng Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập mỉm cười, không nói gì, mà vị thạch điệp kia lại nhoẻn miệng cười dịu dàng nói. Ta cùng Hàn tiền bối ngay từ đầu cũng rất đau đầu, chẳng qua sau vài ngày thương lượng, rút cục đã nghĩ ra một phương pháp phá cấm chế, chẳng qua việc này cũng cần phải có sự trợ giúp của chư vị. Nữ nhân này tuy dung nhan bình thường, nhưng thanh âm lại vô cùng thanh thúy, nhất thời làm nàng tăng thêm vài phần phong tình kiều mị. Thạch tiên tử nói đi, người cùng hàn đạo hữu phân phó thế nào thì chúng ta làm thế nấy là được. Hồ Nguyệt cười hì hì nói, nghe xong lời này, Thạch Điệp cũng không chút khách khí trực tiếp phân phó ngay. Phá trận pháp này cần vài loại pháp khí thủy thuộc tính tương khắc trợ giúp. Ta cùng hàn tiền bối có vài món, chỉ cần mấy vị đạo hữu cầm các pháp khí này đứng tại vị trí chúng ta bảo là được. Sau khi Hàn Tiền bối phá vòng bảo hộ cuối cùng thì mấy vị hãy dùng các pháp khí này tiêu diệt một ít xí ác lọt lưới. Chư vị đạo hữu ngàn vạn lần đừng dùng pháp bảo khác công kích những yêu vật này, chúng chính là Hỏa Linh trời sinh, tu tiên giả bình thường như chúng ta tránh còn không kịp. Càng đừng cho chúng đến gần người, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Hàn Lập ở một bên chậm rãi bổ sung, thấy thần sắc trịnh trọng như thế của Hàn Lập, bọn Hồ Nguyệt sau khi liếc mắt xong thì đều dùng mình đồng ý. Sau đó, Hàn Lập lấy ra một thanh tiểu thước một tiểu truy cùng một cái tiểu xoa cấp cho Kim Thanh, hút hồn và tu sĩ họ Giản kia, mà bên kia Thạch Điệp cũng lấy ra một chiếc khăn lụa màu lam giao cho Hồ Nguyệt. Tiếp theo mấy người theo chỉ điểm của Thạch Điệp, phân biệt đứng đúng vị trí. Còn Thạch Điệp thì vội vàng lùi lại phía sau, đồng thời đem pháp khí đoản kiếm ra, lúc đó mới tập trung tinh thần nhìn hành động của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không vội vã động thủ, mà là cẩn thận dò xét lại bốn phía một chút, thấy không có gì sai sót, song thủ mới vung lên, hơn 10 đạo trận kỳ trận bàn màu lam thủy thuộc tính, toàn bộ bay ra từ túi chữ vật, bắt đầu phiêu phù bất định bên cạnh thân hình Hàn Lập. Hàn Lập không nói hai lời, mười ngón tay điểm ra, âm thanh phốc phốc lập tức vang lên không ngừng. Mấy cái trận kỳ, trận bàn này đều theo tiếng bắn thẳng tới bốn phía của màn sáng bảo vệ màu đỏ. Sau đó chậm rãi hạ xuống dựa theo một quy tắc nào đó. Nếu là trận kỳ thì cắm sâu xuống đất vài tấc, nếu là trận bàn thì lơ lửng cách mặt đất khoảng vài tấc, hình thành nên một trận pháp xâm nghiêm Chương 419, Hồng Hoang Cổ Bảo. Mắt thấy trận kỳ, trận bàn đã bố trí tốt rồi. Hàn Lập hít sâu một hơi chuẩn bị động thủ thì bỗng nhiên nghe được một tiếng hú dài từ xa truyền tới. Tiếp theo một đạo lam quang như dao long xuất hải lóe lên ở phía chân trời, đảo mắt một cái đã thấy một người hiện ra tại bầu trời. Quang mang vừa biến mất thì giữa không trung xuất hiện một quái nhân lưng dắt song kiếm. Bọn Hàn Lập phía dưới khi thấy rõ cách ăn mặc của người này thì trong lòng đều cả kinh. Người này có dáng khô gầy, đầu tóc bạc trắng rối bù, dài đến tận áo, mặc áo cộc tay màu đen, bên hông có đeo một giỏ hoa cổ quái, khuôn mặt có những chấm màu hồng quái dị kèm theo hai mắt hình tam giác rất hung ác, xem linh khí dao động thì là một tu sĩ kết đan trung kỳ. Quái nhân vừa đến nơi đây, thấy có nhiều tu sĩ kết đan như vậy cũng phải dùng mình. Nhưng khi ánh mắt hạ xuống màn hào quang màu đỏ cùng pháp khí bố trận do Hàn Lập bày ra thì sắc mặt đại biến. Mấy kẻ tiểu bối các người thật sự muốn tìm chết hả? dám thừa dịp bồn đảo chủ không ở đây rồi lén trộm đi thứ mà ta trông nom hả cút khỏi đây ngay quái nhân mở miệng trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn quát lớn đảo chủ đồ của ngươi hồ nguyệt cùng kim thanh liếc mắt nhìn nhau bọn hàn lập lại càng không hiểu đây không phải là hoang đảo không người sao đạo hữu là chủ của đảo này sao hồ nguyệt cao hai hàng lông mày trên mặt không đổi trước tiên hỏi một câu bổn đại gia đã ở đảo này đã hơn mấy trăm năm đương nhiên phải là chủ của đảo rồi Quái nhân không chút khách khí nói, sao lần trước tại hạ và kim huynh đến đây lại không thấy đạo hữu chứ? Hồ Nguyệt không hoảng không vội hỏi lại, cái gì, trước kia các người còn đến đây một lần nữa hả? Hừ, nhất định cũng giống lần này, thừa dịp bổn đảo chủ có việc phải ra ngoài. Hai mắt quái nhân trừng lớn nói, vẻ tức giận càng nặng thêm. Nói như vậy, đảo này chỉ có mình đạo hữu ở, các hạ thực ra chỉ là đảo chủ tự phong thôi. Hồ Nguyệt cười lạnh nói, trên miệng lộ ra vẻ trào phúng mắt thấy cấm chế sắp phá được, tự nhiên hắn sẽ không quan tâm quái nhân trước mắt này. Hừ, còn bảo ta lẻo mép nữa, dù sao các người phá hoại cấm chế cũng là tử tội. Một khi đã không định trốn, vậy các người hãy ở lại đây, không nên đi nữa. Trong mắt quái nhân hiện ra màu vàng quỷ dị, tiếp theo lấy ra giỏ hoa nằm bên hông, đột nhiên ném xuống phía dưới. Mất thời chiếc giỏ trúc hóa thành một tầng bạch khí nồng đậm, bay thẳng đến hồ nguyệt. thấy vậy, hàn lập cùng mấy tu sĩ kia đều ngây ngẩn cả người chẳng biết người này liệu có phải bị tâm thần không nữa. Không thấy đối diện có số lượng tu sĩ kết đan kỳ nhiều như vậy sao? Hơn nữa nói đánh là đánh ngay, chẳng lẽ đầu óc lú lẫn sao? Hồ Nguyệt thấy đối phương động thủ thì vừa sợ vừa giận. Ống tay áo vung lên, hai đạo hồng quang bay ra, nghênh đón bạch khí. Âm một tiếng nổ lớn, bạch khí bị đánh tan bắn ra bốn phía. Bất quá miệng lưới có chút lợi hại, còn nguyên bản chỉ được cái thủng rỗng kêu to. Hồ Nguyệt thấy vậy không khách sáo chế diễu ngay hắc hắc, quái nhân cũng không nói gì mà chỉ cười quái dị. Điều này khiến trong lòng Hồ Nguyệt không khỏi rúng động, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Sao lại thế này, phi đao của ta, chỉ thấy hai thanh phi đao vừa phá tan bạch khí này bỗng lung lay như sắp rớt, dường như có chút giống như mất linh vậy. Tiếp theo, bạch khí vốn bị đánh tan thành nhiều điểm nay nhanh chóng tụ tập với nhau. Sau khi ánh sáng chợt lóe liền khôi phục lại hình thái lúc đầu mà hai thanh phi đao kia thì bị đoàn bạch khí trùng trùng vây khốn ở bên trong nhất thời không thể thoát ra được màn pháp bảo bị khống chế này khiến hồ nguyệt lộ ra biểu tình không thể tin còn bọn hàn lập đều có chút thất sắc nhưng quái nhân lại không cho mấy người bọn họ có thời gian suy nghĩ sau khi cười lạnh một tiếng vai nhoáng lên hai đạo kiếm quang màu xám từ trên trời chém thẳng xuống hồ nguyệt kim thanh đứng bên cạnh hồ nguyệt tự nhiên sẽ không tự thủ bàng quan ngón tay bắn ra một tiểu ấn màu trắng nhỏ như ngón cái xuất hiện đón gió biến lớn hung hăng hướng về màn sáng màu xám kia sau một tiếng xét đánh ba kiện pháp bảo phát ra hào quang trói mắt bỗng đan vào với nhau mà lúc này vị tu sĩ họ giản sau khi nhìn hướng hàn lập cùng khúc hồn một cái không nói một tiếng bỗng giơ tay lên một ngọn phi xoa mang theo hắc bạch nhị khí đánh thẳng về phía quái nhân hàn lập âm thầm thở dài một tiếng một khi tất cả đều động thủ rồi xem ra hắn và khúc hồn cũng không thể nhàn rỗi Trước tiên đánh quái nhân đối diện rồi mới nói sau. Nghĩ đến đây Hàn Lập cùng Khúc Hồn liền phóng ra Hỗn Nguyên Bát và Lục Hoàng Kiếm bay thẳng tới chỗ chiến đấu. Quái nhân thấy vậy nhưng vẫn không đổi sắc, ngược lại cười lớn cực kỳ càn rỡ. Hắn hé miệng ra, một viên trâu màu đen trực tiếp nghênh đón thế công của các pháp bảo. Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, quá ngoài sức tưởng tượng của bọn Hàn Lập, khoảnh khắc viên châu mạnh mẽ va chạm cùng các pháp bảo bỗng tự vỡ tung khiến linh tính của các pháp bảo giảm mạnh, quang hoa lập tức trở nên ảm đạm trong lòng tu sĩ họ giản rất đau đớn biểu tình cực kỳ thống khổ hai tay bắt pháp quyết muốn thu hồi phi xoa lại một kích lúc nãy khiến hắn muốn khôi phục phi xoa như bình thường cũng phải tốn cả năm tính dưỡng bằng nguyên thần chẳng qua lúc này hắn muốn thu hồi pháp bảo thì đã muộn một chút chỉ thấy trong tiếng cười lạnh của quái nhân bạch quang của chiếc giỏ trúc giữa không trung bỗng nhoáng lên bỗng nhiên từ giữa bắn ra đạo hào quang màu trắng lập tức đem mấy pháp bảo vây lại ở giữa cổ bảo người dùng chính là hồng hoang cổ bảo tu sĩ họ giản vừa thấy cảnh này, nhớ tới cái gì đó bỗng thất thanh kêu lên. Lời này khiến Hàn Lập vừa nghe xong cũng phải dùng mình. Cái gọi là hồng hoang cổ bảo, thật ra chính là pháp bảo mà cổ tu sĩ tu luyện mà thôi. Mấy pháp bảo này thần thông độc nhất, uy lực lại lớn kinh người, pháp bảo hiện tại còn lâu mới bằng. Hơn nữa phương pháp luyện chế pháp bảo và tài liệu thời cổ cũng khác biệt rất nhiều so với hiện tại, căn bản không thể thu chúng vào trong cơ thể, chỉ có thể luôn mang theo bên mình như pháp khí vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất để phân biệt hồng hoang cổ bảo với pháp bảo. Hôm nay, tu sĩ họ giản vừa thấy giỏ hoa quỷ dị như thế, rồi nhớ lại lúc đầu nó vẫn được đeo bên hông đối phương nên còn chưa rõ lai lịch thật sự của pháp bảo này sao. Lại nói tiếp, lúc trước lục liên điện khống chế anh Lý Thú, cũng là dùng tới kiền thiên qua cũng chính là một hồng hoang cổ bảo còn sót lại. Trong lòng Hàn Lập tuy đối với việc cổ bảo có điểm giật mình, hơn nữa hắn còn có vài chiêu bài sát thủ nhưng trước mắt nhiều người như vậy hắn thực không muốn xuất ra bởi vì hắn luôn tin rằng mình càng lưu lại nhiều chiêu thì càng dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm hơn hơn nữa hắn rất rõ ràng cho dù đối phương có kiện cổ bảo cũng không có khả năng làm được gì dưới sự liên thủ của nhiều tu sĩ kết đan như vậy cho nên hắn chỉ cần biểu hiện giống như một tu sĩ kết đan bình thường là được nghĩ như vậy hàn lập ngoài việc toàn lực khống chế lục hoàng kiếm trong bạch khí trái công phải kích thực sự mình cùng khúc hồn không có hành động gì đặc biệt chỉ lãnh nhãn bảng quan xem biểu hiện của những người khác hắn tin tưởng rằng sẽ có ra tay quả nhiên vừa nghe pháp khí kia là một kiện cổ bảo trên mặt mấy người hồ nguyệt cũng đều lộ ra thần sắc vui mừng một khi là do quái nhân chủ động ra tay trước mấy người bọn họ sẽ liên thủ giết đi đoạt bảo dường như đây cũng là một sự tình thiên kinh địa nghĩa kết quả sau một lúc do dự hai tay tu sĩ họ giản bắt pháp quyết trong túi chữ vật bay ra ba đạo ô quang chính là ba cây cờ đen dài khoảng một trượng đằng đằng sát khí tiếp theo hắn mở miệng một cổ hắc khí bắn tới phía trên cây cờ nhất thời một trận quỷ khóc sói chu truyền đến, khiến cho chúng tu sĩ tâm thần dao động, váng đầu hoa mắt một trận. Cùng lúc đó, Hồ Nguyệt kia rõ ràng cũng không thao túng phi đao của mình nữa, sau khi hai tay chập vào nhau, một chuỗi thanh sắc lôi hỏa đánh ra. Kim Thanh thì nhướng mày, đột nhiên đánh tới phía trên pháp bảo của mình một đạo pháp quyết, nhất thời đại ấn màu trắng phát ra âm thanh rồng ngâm, đột nhiên to lên gấp mấy lần, lập tức đàn áp hai thanh phi kiếm. Nhìn thấy màn ba người đồng thời đại triển thần uy, trong lòng Hàn Lập chỉ cười nhạt, phỏng chừng quái nhân kia gặp rắc rối lớn rồi. Quái nhân thấy thế công lợi hại của bọn người Hồ Nguyệt, sắc mặt chỉ khẽ biến rồi lập tức lại khôi phục vẻ cười như cũ. Hắn đột nhiên xé toàn bộ y phục ngắn tay xuống, lúc này nửa người phía trên của hắn đã trần trụi. Hàn lập nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi chính mình. Chỉ thấy trên ngực gầy đét của hắn, một trái một phải đều gắn một đầu lâu nhỏ bằng nắm tay, toàn thân chúng màu đen, tóc dài xỏa xuống, không ngừng chuyển động giống như vật sống vậy. Còn lúc này, lôi hỏa màu xanh cùng ba cây cờ đen đã đánh tới trước mặt quái nhân, kết quả hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng vươn ra, trong miệng niệm một câu chú ngữ cực kỳ cổ quái. Hai khối xương đầu lâu nhất thời phát ra âm thanh trầm thấp, một trước một sau từ ngực hắn đột nhiên bay ra, tiếp theo cắn đứt hai ngón tay quái nhân, sau đó mới cực kỳ hưng phấn nghênh đón lôi hỏa cùng hắc kỳ phía đối diện. chương 420, Phệ Kim Trùng Đích Huy Lực Hàn Lập vừa thấy khô lâu này thì dùng mình, điều này đã khiến hắn nghĩ đến quỷ linh môn của ma đạo một chút. Đệ tử của Quỷ Linh môn khi đối phó với địch cũng sử dụng pháp khí giống vậy. Chỉ có điều pháp khí của bọn họ chỉ là vật chết mà thôi, không giống Hắc Khô Lâu trước mắt, nó linh hoạt như có sinh mệnh vậy. Khi Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn thì ba cây hắc kỳ kia đã bay đến trước một bước. Tu sĩ họ giản hét lớn một tiếng, lấy tay điểm điểm, ba cây hắc kỳ lập tức bắn ra tầng tầng lớp lớp hắc ti, đan vào nhau tạo thành một cái lưới thật lớn, hướng Khô Lâu phía đối diện chụp xuống. Hắc ti cực kỳ mỏng mảnh, toàn thân phát sáng, còn mang theo hắc khí nhàn nhạt, nhạt, vừa thấy đã biết không phải là vật thường. Khô lâu vừa thấy hắc ti chụp đến, hồng quang trong hai hốc mắt trống rỗng trượt lóe, tiếp theo miệng chợt mở to, vô số lân hỏa xanh biếc từ trong đó điên cuồng bắn ra. ngàn vạn hắc ti vừa tiếp xúc với lân hỏa thì giống như đụng phải khắc tinh, lập tức nhanh chóng biến thành khói xanh. thấy vậy, thần sắc tu sĩ họ giản đại biến, vội vàng bắt pháp quyết, muốn điều động thần thông khác của hắc kỳ. nhưng khô lâu màu đen này lại phóng lớn như bánh xe sau đó chỉ trong một nhịp hô hấp, một đạo ánh sáng màu xám từ trong miệng bắn ra, quay quanh ba cây hắc kỳ một vòng liền cuốn chúng vào trong cái miệng đang há to của khô lâu. Sau đó khô lâu mạnh mẽ dùng lực, dạo dạo sau khi vang lên vài tiếng thanh thúy đã đem mấy cây hắc kỳ kia cắn nát. Đồng thời do tu sĩ họ giản cùng pháp bảo của mình có cảm ứng nên sắc mặt trở tái nhợt, hoàn toàn mất đứt liên hệ. Yêu nhân, người dám hủy bảo vật của ta tu sĩ họ giản cực kỳ kinh sợ hét lớn. Đồng thời trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi người khác không biết nhưng chính hắn lại rất rõ ba cây hắc kỳ này cũng là hồng hoang cổ bảo a trước kia chẳng biết đã đánh bại bao nhiêu kình địch không nghĩ tới hôm nay chỉ đối mặt một cái liền bị hủy ngay trong miệng của bộ khô lâu quái dị kia lúc này lôi hỏa do hồ nguyệt phát ra cũng đang bị một khô lâu hút vào trong miệng một chút hiệu quả cũng không có vì thế hồ nguyệt cùng tu sĩ họ giản sau khi liếc mắt nhìn nhau thì đều có âm thầm muốn đánh chống lui quân lúc này hàn lập cũng vô cùng kinh ngạc Lúc này hắn mới biết được vì sao quái nhân dám một mình khiêu chiến một đám kết đan kỳ như bọn họ, hóa ra là có ỷ trượt, trên người chẳng những pháp bảo rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đều có thần thông không nhỏ. Xem ra không ra tay tương trợ một chút thì mấy người bọn họ thật sự có thể đại bại quay về. Mà Hàn Lập thì không muốn tình cảnh ấy xuất hiện, dù sao với đại trận này hắn cũng đã tốn tâm huyết trong mấy tháng, không muốn nhìn thấy việc sắp hoàn thành lại để cho kẻ khác hưởng hơn nữa Hàn Lập tuy muốn ẩn giấu chút thực lực trước mặt mấy người này nhưng cũng luôn luôn muốn thí nghiệm uy lực của phệ kim trùng xem có thực sự xứng đáng với vị trí nằm trong kỳ trùng bảng hay không hôm nay quái nhân trước mặt này cũng không phải tu sĩ kết đan bình thường đúng là đối tượng để thí nghiệm tốt nhất nghĩ vậy Hàn Lập lại nhìn về phía cuộc chiến chỉ thấy bọn hồ Nguyệt đang luống cuốn tay chân bay loạn khắp nơi trong không trung dùng các loại pháp thuật cấp thấp liên tục đánh về hướng hai khô lâu đang đuổi sát kia hiển nhiên biết pháp bảo bình thường đều không có chút tác dụng với chúng nên đành chọn biện pháp lui sau ba thước, tránh khỏi mũi nhọn công kích. Về phần pháp bảo đại ấn màu trắng của Kim Thanh cũng không có được uy phong như vừa rồi. Nó đang dây dưa tranh đấu với hai thanh phi kiếm, bị bạch khí của giỏ hoa xuất kỳ bất ý quấn lấy và kéo về phía mình, làm cho mồ hôi trên khuôn mặt Kim Thanh thoáng cái đã chảy ròng ròng. Cho nên lúc này Thạch Điệp đứng cạnh khúc hồn với tu vi trúc cơ kỳ nên chỉ có thể chừng mắt mà nhìn, không giúp được một tí gì. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Hàn lập liếc quái nhân một cái, không hề trần chờ lật tay, một cái túi linh thú liền xuất hiện. Thần thức quái nhân kia tựa hồ rất mạnh, Hàn lập vừa liếc mắt một cái, liền bị hắn phát hiện ngay. Hắn lập tức xoay mặt hung hăng chừng mắt nhìn Hàn lập, hung quang chợt lóe, tay sờ sờ trên người, tựa hồ muốn tìm thứ pháp bảo gì đó để đối phó với Hàn lập. Nhìn thấy một màn này, tự nhiên Hàn lập sẽ tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, túi linh thú cầm trong tay nhẹ nhàng được ném đi, đơn thủ lại dương lên, một đạo pháp quyết màu xanh nhanh chóng bay đến trên mặt túi. Miệng túi linh thú nhất thời run lên, hướng tới quái nhân phun ra hơn 10 khối cầu. Mấy khối cầu này to cỡ một tấc, toàn thân chỉ có hai màu kim ngân sáng ngời, vừa ra liền hóa thành hơn 10 đạo hào quang bắn thẳng về phía quái nhân. Quái nhân thấy vậy hiện ra vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ vung ra một cái pháp luân màu đen. Vật ấy gào thét một tiếng, đột nhiên phóng lớn thêm mấy lần, sau đó bay đến nghênh đón mấy khối cầu ầm ầm âm thanh liên tiếp vang lên những viên cầu này khi tiếp xúc cùng cự luân thì liền biến thành nhiều điểm tinh quang kim ngân bay tứ tán tựa hồ bị đập nát hắc hắc quái nhân điên cuồng cười rộ lên tiếp theo chỉ tay điều khiển pháp luân kia muốn nó hướng tới hàn lập thế nhưng vào lúc này một trận âm thanh ông ông bỗng nhiên vang lên hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên cực kỳ bén nhọn chói tai làm cho tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn quái nhân kia lại thu hồi vẻ điên cuồng thay vào đó là thần sắc kinh nghi chỉ thấy khối cầu bị đánh nát thành những mảnh vụn kia đột nhiên như vật sống, biến thành mấy ngàn con kim ngân giáp trùng lớn bằng ngón tay cái, hàng hà xa số bay quanh pháp luân, thanh âm bén nhọn lúc nãy chính là do lũ giáp trùng vỗ cánh gây nên, khiến người nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Hàn lập không để đối phương có thời gian trì hoãn, lúc này dùng thần thức thúc giục một chút, nhất thời tất cả lũ phệ kim trùng này liều mạng hướng pháp luân đánh tới, khoảnh khắc đã đem pháp bảo này biến thành màu kim ngân. Muốn chết, quái nhân khôi phục lại tinh thần, lúc này hai tay bắt pháp quyết, khiến pháp luân phun ra một tầng xương mù màu đen tự động di chuyển muốn tiêu diệt lũ quái trùng nhưng một tình cảnh xuất hiện khiến quái nhân trợn mắt há hốc mồm đó chính là tầng xương mù màu đen kia vừa phun ra đã khiến lũ giáp trùng hống lên chỉ vài cái đã cắn nuốt sạch sẽ không còn một mống về phần tốc độ quay vòng của pháp luân rất nhanh mặc dù kích bay một bộ phận phệ kim trùng nhưng nhiều giáp trùng lập tức tiếp tục bám vào không chút sợ hãi sự sắc bén của pháp luân gặp phải tình huống này quái nhân lộ ra vẻ hoảng sợ còn hàn lập thì vui mừng ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được tốc độ từ lớn biến nhỏ của Pháp Luân, rồi từ nhỏ trở thành hư không, bị phệ kim trùng cắn nuốt sạch sẽ, sau đó thanh âm ông ông lại xuất hiện. Lúc này sắc mặt quái nhân đã phát xanh, hàn lập không một chút khách khí chỉ tay, đàn phệ kim trùng lập tức biến thành đám mây màu kim ngân, ùn ùn cuốn tới quái nhân. Thấy được sự lợi hại của giáp trùng này, quái nhân lộ ra vài phần kinh hoàng, vội vàng vẫy tay về phía hai khô lâu đầu đang đuổi khiến bọn hồ nguyệt mồ hôi đầm đìa, nhất thời chúng dừng lại, chỉ sau vài lần chấp động đã phi đến bên quái nhân, trông vẻ cực kỳ dữ tợn đứng phía trước quái nhân. Hồ Nguyệt và tu sĩ họ giản mới có thể nghỉ xả hơi, lúc này thở phào một hơi rồi dừng lại phía xa xa, có chút giật mình nhìn lại. Có vẻ quái nhân vẫn chưa yên tâm, trên tay hàn quang chợt lóe, đã thấy xuất hiện một thanh thủy thủ. Chân chờ một chút, sắc mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn giơ tay chém xuống, thêm hai ngón tay lại bị chặt đứt. Hai khô lâu kia vừa thấy thế, lập tức bay đến, chia nhau ra nuốt chừng, sau đó phát ra tiếng ô ô quái dị, bộ dáng cực kỳ vui mừng. Hai mắt quái nhân trừng lớn, sau đó hé miệng ra, hai đạo ô quang bắn vào trán của khô lâu. Nhất thời hai bộ hắc khô lâu dưới một trận rên rỉ thống khổ, hình dạng bắt đầu trở nên biến đổi. Bụp, bụp hai tiếng, hai chiếc sừng như sơn dương mọc ra từ trên thiên linh cái, tiếp theo răng trong miệng cũng dài ra vài tấc, hình dáng tựa hồ cực kỳ sắc bén, còn đầu tóc rối bởi cũng biến thành màu đỏ, hình dáng nhanh chóng biến thành quỷ đầu đi thấy bộ khô lâu hoàn thành quá trình biến hóa, trong lòng quái nhân nhẹ nhóm, dùng tàn chỉ điểm về phía đám phệ kim trùng. Ánh sáng xanh biếc quái dị trợt lóe, quỷ đầu lập tức nghe lời hóa thành hai đạo hắc quang, phát ra tiếng quỷ chu thật dài bay đi. Phệ kim trùng vừa thấy quỷ đầu bay vụt đến, lập tức dưới điều khiển của Hàn Lập chia làm hai đàn, binh phân lưỡng lộ hung hăng nghênh đón. Bộ hắc khô lâu nay biến thành hình đầu quỷ mở cái miệng to ra, so với trước kia còn lớn hơn mấy lần, lân hỏa màu xanh biếc xuất hiện, Vừa lúc phun lên đàn phệ kim trùng phía trước, đánh cho chúng hỗn loạn, bay xa mấy trượng. Đàn phệ kim trùng trở nên hỗn loạn, quái nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ duy trì trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì phệ kim trùng bị lân hỏa phun chúng chỉ bắn ra rồi lăn lộn mấy vòng, sau đó liền dương cánh bay lên như không có chuyện gì, ngay cả một chút tổn thương cũng chẳng thấy. Vẻ mặt của quái nhân lúc này trở nên khó tin. Phải biết rằng lân hỏa mà quỷ đầu này phún ra chính là bích nguyên quỷ hỏa so với đan hỏa còn ghê gớm hơn 3 phần, làm sao mà ngay cả một tiểu trùng cũng không bị cháy chết được. Chỉ là lúc này quỷ đầu không có biện pháp với lũ phệ kim trùng, còn lũ phệ kim trùng cũng nhất thời không thể đột phá lân hỏa của quỷ đầu được, nhất thời khiến cho thế cục trở thành rằng co. Quái nhân khẽ nhíu mày, đang cố nghĩ đối sách, nhưng lúc này bỗng nhiên một trận ông ông so với trước còn lớn hơn mấy phần từ xa xa vang lên. Quái nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệch, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Chương 421, Phong Linh trụ, chỉ thấy không trung phía xa xa, chẳng biết khi nào xuất hiện một đám trùng vân dài đến hơn 10 trượng, cơ hồ khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu ngân kim. Âm thanh ông ông thật lớn kia chính từ trong đó phát ra. Mà ở phía bên dưới là Hàn Lập với vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quái nhân, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, giống như đang xem một người chết vậy, mở miệng nói một từ đi nhất thời đám trùng vân thật lớn đen kịt khí thế long trời lở đất tiến thẳng đến quái nhân tay chân quái nhân lạnh lẽo đàn quái trùng lúc này so với trước kia phải nhiều hơn chục lần căn bản hắn không có khả năng ngăn cản được cực kỳ kinh hãi muốn rút lui vì thế sắc mặt hắn rất khó coi vung tay một cái đem giỏ hoa hóa thành một đạo bạch khí quay trở về trong tay sau đó lại hướng hai đầu quỷ đánh ra hai đạo pháp quyết màu đỏ trong miệng lẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ khó hiểu tiếp theo ngay cả phi kiếm cũng bỏ lại sau đó không chút do so dự quay đầu trốn chạy. Quái nhân chạy trốn quyết đoán như vậy khiến Hàn Lập ngẩn ra. Hai đầu quỷ điên cuồng phun ra vài đạo lân hỏa, rồi cũng muốn phi độn theo nhưng Hàn Lập sao để chúng dễ dàng chạy trốn như vậy được. Dưới sự điều khiển của hắn, trùng vân thật lớn trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ lại, mặc cho chúng điên cuồng phun lân hỏa thế nào cũng bị mấy vạn phệ kim trùng cắn nuốt đến một điểm cũng không còn. Nhất thời trên bản thể của quỷ đầu bị vô số phệ kim trùng bám dính. Thấy vậy, Hàn Lập biết chúng sắp tiêu rồi, đang muốn thu hồi phệ kim trùng để đuổi theo quái nhân thì bỗng nhiên hai tiếng nổ thật lớn truyền đến. Quỷ đầu bị bao phủ khắp nơi, thế nhưng lại tự bạo, ngọn lửa màu xanh biếc trong lúc nhất thời đem một mảng lớn phệ kim trùng vây lại bên trong. Đầu tiên trong lòng Hàn Lập cả kinh nhưng lập tức an tâm. Bởi vì tâm thần hắn cảm ứng được lũ phệ kim trùng này ngoài mấy trăm con ở trung tâm bị thiêu chết thì đại bộ phận đều không việc gì. Có thể thấy được mấy con phệ kim trùng chưa trưởng thành này không phải là không bị tổn thương, một khi vượt quá giới hạn nhất định thì sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên như vậy cũng khiến Hàn Lập rất hài lòng rồi, dù sao phệ kim trùng vừa ra tay, liền bước cho hai đầu quỷ cực kỳ lợi hại kia phải tự bảo. Tin tưởng rằng tu sĩ kết đan bình thường gặp phải chúng thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ như thế, Hàn Lập không nói hai lời, biến thành một đạo hào quang, thu hồi lũ phệ kim trùng đầy trời kia rồi đuổi theo quái nhân. Suy nghĩ của Hàn Lập rất đơn giản, một khi đã cùng quái nhân này kết thành thâm cừu, đương nhiên phải giải quyết luôn đối phương, cho nên sao có thể để người này dễ dàng mất hút khỏi tầm mắt được. Đồng thời khúc hồn dưới sự điều khiển của hắn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay tới chỗ Hàn Lập để cùng nhau đuổi theo. Về phần bọn người Hồ Nguyệt và Kim Thanh thì vẫn đứng yên tại chỗ nhìn nhìn nhau, tựa hồ vẫn không thể tưởng được một mình Hàn Lập có thể khiến quái nhân chạy mất dép như vậy. Độn thuật của quái nhân có chút thần diệu, Hàn Lập dùng toàn lực điều khiển Lục Hoàng kiếm nhưng vẫn không rút ngắn được chút khoảng cách nào. Trong nháy mắt ba người đã một trước một sau truy đuổi mấy chục dặm, mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi Hoang đảo. Gặp tình hình này hàn quang trong mắt hàn lập chợt lóe sau khi hít sâu một hơi trong cơ thể đột nhiên bắn ra bảy thanh tiểu kiếm màu xanh biếc to khoảng bàn tay mấy thanh tiểu kiếm này bay quanh thân thể hắn một vòng rồi hợp lại biến thành một cự kiếm xanh biếc thân hình hàn lập bỗng nhoáng lên người cùng khúc hồn đã đứng trên cự kiếm lục mang đại thịnh tốc độ hàn lập so với vừa rồi nhanh hơn gần gấp dưới biến thành một đạo hào quang xanh biếc bay vụt đi sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ hàn lập đã nhìn ô quang phía trước sắc mặt phủ một lớp khí lạnh dương tay lên, hai thanh tiểu kiếm xanh biết giống nhau phóng đi. Đồng thời hỗn nguyên bát của khúc hồn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay theo. Quái nhân đang chạy trốn phía trước rõ ràng cũng đã phát hiện Hàn Lập truy sát không tha, bởi vậy khi Hàn Lập cùng khúc hồn ném pháp bảo tới thì hắn cũng lập tức ném một cái khô lâu ra, miệng mở to ra nghênh đón. Còn quái nhân cũng không thèm quay đầu nhìn lại mà vẫn tiếp tục ngự khí phi hành. Trong suy nghĩ của quái nhân, có khô lâu kia ngăn cản thì tối thiểu hắn cũng tranh thủ được một ít thời gian, sắc mặt hàn lập trầm xuống không lên tiếng tay bắt pháp quyết lục quang của hai thanh phi kiếm lóe lên đột nhiên biến thành bốn đạo kiếm quang thật giả khó phân trong đó hai đạo cùng với hỗn nguyên bát đánh thẳng đến quỷ đầu còn hai đạo khác không tiếng động hợp với thanh phi kiếm dài một thước lặng lẽ để thăng tốc độ từ sau lưng của quái nhân vào tới phi kiếm sau khi hóa hợp với nhau thì tốc độ cực nhanh đảo mắt đã tới phía sau quái nhân chẳng qua quái nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì đó bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt liền thấy quang mang màu xanh chỉ cách hắn có năm sáu trượng sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt không còn chút máu tuy nguy cấp nhưng hắn ra dạ ý nghĩ nhanh chóng hé miệng phun ra một đoàn hắc khí đón phi kiếm sau đó liền vội vàng tăng tốc phi đột muốn tránh qua một bên phi kiếm được hàn lập điều khiển không chút do dự phóng vào trong màn hắc khí một đạo hồ quang điện màu vàng bỗng xuất hiện hắc khí nhất thời bị đánh tan không còn một mảnh tiếp theo lục quang chợt lóe thanh phi kiếm xanh biếc không bị ngăn cản chút nào chỉ nháy mắt đã cắm phập vào ngực quái nhân. Quái nhân vẫn không thể tin được, cúi đầu nhìn nhìn phi kiếm, lộ ra vẻ khó hiểu, chưa kịp nói câu nào thì bị hồ quang điện phóng ra, cả người biến thành cho bụi. Hàn lập vội vàng bay đến phía trước, thân hình chỉ nháy vài cái đã đem ba thứ vật phẩm nắm trong tay, sau đó định thần nhìn lại. Ngoài cổ bảo pháp khí giỏ hoa kia cùng túi chữ vật ra còn có một bộ cuộn tranh với hồng quang lấp lánh, xem ra có ẩn chứa linh khí, cho dù không phải hồng hoang cổ bảo thì cũng tuyệt đối là một loại pháp bảo không tầm thường. Hàn lập mừng thầm đưa quyển trục nhẹ nhàng mở ra, vừa thấy không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau khi dương mắt nhìn bức họa nửa ngày, Hàn lập mới chậm rãi khép lại, trên mặt lộ ra vài phần thâm trầm, mạnh mẽ ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, Hàn lập lại lặng lẽ bay đến phía khô lâu. Hắc khô lâu không có chủ nhân điều khiển, trôi nổi bất định giữa không chung, tuy tà khí trên cả người không giảm nửa phân nhưng lại hoàn toàn mất đi linh tính hàn lập nhìn nhìn một chút sau đó nhíu mày nói thật đồ vật quỷ dị như vậy chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nghĩ mãi cũng không thể biết được lai lịch của vật này là gì nhưng là trong lòng lại có chút không nỡ buông bỏ sau khi trù trừ liền thu nó vào bên trong một hộp ngọc sau đó hàn lập mới đảo quanh một vòng rồi mang theo khúc hồn trở về kết quả là tại nửa đường hàn lập liền gặp được bọn kim thanh đang tiến đến tương trợ bọn họ vừa thấy hai người hàn lập phi độn trở về nhất thời vui mừng hàn đạo hữu yêu nhân kia sao rồi? Chẳng lẽ hắn đã trốn thoát được? Kim Thanh không kìm hãm được liền mở miệng hỏi. Đã bị ta tiêu diệt. Khuôn mặt Hàn Lập không đổi nói. Tiêu diệt, như vậy thật quá tốt. Ta xem người này tà khí sung thiên. Nếu về sau nhằm vào chúng ta mà dây dưa thì thật đúng là sự việc cực kỳ phiền toái. Sau khi Kim Thanh nghe xong thì thở vào một hơi nói. Hồ Nguyệt cùng với tu sĩ họ giản ở bên cạnh sắc mặt hơi đổi. Trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần kính sợ dù sao tại tu tiên giới vẫn theo quy tắc cường giả vi tôn tiếp theo mấy người lại bay về vị thạch tiên tử kia đang lo âu chờ đợi bọn họ mấy người tập trung lại với nhau thương lượng một chút sau đó thấy rằng nên phá trận ngay là tốt nhất không nên để đêm dài lắm mộc xuất hiện sự tình gì ngoài ý muốn nữa vì thế mấy người lại đứng đúng vị trí cũ đợi sau khi hàn lập khôi phục tâm cảnh liền trở lại thúc giục trận kỳ và trận bàn quá trình phá giải đạo cấm chế cuối cùng này lại cực kỳ thuận lợi sau khi đánh tan màn hào quang bảo hộ đỏ sẫm kia, ngay cả một con xí ác cũng đều không kịp thoát, bị mấy người dùng pháp khí thủy thuộc tính đánh cho không còn một mảnh. Vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ vui mừng, sau đó nhìn về phía cây cột đá kỳ lạ đã được phơi bày ra. Một khi đã không có trở ngại của cấm chế, lấy thần thức cùng nhãn lực mọi người thì dù không tiến đến gần cũng sẽ nhìn thấy rõ tất cả những thứ trên cột đá. Cột đá có những phù văn vô cùng quái dị, từ trên xuống dưới cột đá tổng cộng có 8 phù hào cổ văn dạng minh ấn thật lớn, còn có vô số những cái kỳ dị khác hơn nữa cả cột đá được khảm rất nhiều loại âm dương ngọc quý hiếm chúng được phân bố đều trên cột đá lóe ra ánh sáng hắc bạch nhàn nhạt, nhạt mọi người xem một lúc đều không thể hiểu được nhìn nhau rồi lâm vào trầm tư cố gắng nhớ lại các tài liệu có liên quan phong linh trụ chỉ sau một lát vị thạch tiên tử có tu vi thấp nhất liền hít một hơi lạnh kêu lên tên của cây cột đá hàn lập cùng những người khác vừa nghe xong đầu tiên dùng mình một cái sau đó tất cả đều nhìn nhau nghi hoặc Thạch tiên tử không nhìn lầm chứ, đây chính là phong linh trụ sao. Thanh âm Hồ Nguyệt có chút khô khốc hỏi, tuyệt đối không thể sai. Trong động phủ của ta có một quyển điển tịch về pháp trận chuyên môn giới thiệu những thứ liên quan tới phong linh trụ. Mà hình dạng cùng phù văn của cột đá này lại giống y hệt. Không nên xem nó giống như cột đá bình thường được, kỳ thật phải có hỗn hợp của chục loại tài liệu luyện khí rất chân quý mới có thể tạo thành nên nó có giá trị đến năm, sáu ngàn linh thạch. Hai mắt thạch điệp tỏa sáng, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn giảng giải chương 422, Thất Hà Liên. Cái gọi là phong linh trụ kỳ thật chính là của tu sĩ là một loại pháp khí cự đại chuyên môn phong ấn linh khí phụ cận, hoàn toàn ngăn cách hoàn toàn linh khí tiết ra ngoài. Mà loại pháp khí hiếm thấy này bình thường dùng cho hai loại mục đích. Một loại chính là để phong ấn linh dược nào đó cực kỳ chân quý, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài khiến linh tính mất đi, mới có thể tiêu tốn công sức lớn như thế. Một loại còn lại chính là trấn áp yêu ma quỷ linh lợi hại, dùng nó để tránh bọn chúng biến hóa trốn đi. Cho dù là loại nào thì lần này cũng đại biểu cho việc bọn Hàn Lập có phát hiện không phải là nhỏ. Linh dược thì không nói, nếu thật sự Phong Linh trụ trấn áp lệ quỷ nào đó thì sau khi thu phục cũng có thể giam cầm vào trong pháp bảo, là tài liệu tốt nhất để tăng uy lực của nó. Chẳng qua trong lòng bọn họ cũng hiểu được, một khi đã sử dụng Phong Linh trụ để trấn áp thì ma quỷ này khẳng định không phải là dễ chơi, cũng có thể sau khi bọn họ tiến vào, thu phục không được còn bị nó cắn trả lại. Bởi vậy mấy người sau khi liếc mắt nhìn nhau, mặt tuy lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng không ai dám hấp tấp tiến tới nhìn. Sau khi im lặng nửa ngày, Kim Thanh liền cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói một câu. Cái này thật sự có chút đau đầu, tuy nhiên chúng ta đã tiêu phí nhiều sức lực như vậy, chẳng lẽ mọi người lại định quay đầu bước đi sao? Nếu bỏ thì các người cứ bỏ còn ta tuyệt đối sẽ không đâu. Đừng nói bên trong không nhất định có yêu ma, mà chính là có thì ta cũng muốn thử thu phục. Tu sĩ họ giản chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Hồ Đạo Hữu Người nghĩ như thế nào? Kim Thanh mỉm cười không nói gì, xoay mặt hướng Hồ Nguyệt hỏi. Đạo hữu cũng rõ, tán tu chúng ta bởi vì không muốn chịu người khác câu thúc, cho nên có chút tiêu diêu tự tại hơn, nhưng so với các tu sĩ cùng cấp thì nghèo khó hơn nhiều, khó có được một cơ hội như thế này. Cho nên tại hạ nhất định phải nắm lấy. Hồ Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm nói. Nghe đến thế, Kim Thanh không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lại nhìn phía Hàn Lập. Ta thì không có vấn đề, nếu đại đa số mọi người đều nguyện ý đi vào tìm kiếm thì ta cũng sẽ đi xem xem. Hàn lập liếc mắt rồi nhàn nhạt, nhạt nói, hắn có 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm luyện chế từ thiên lôi trúc thì sao có thể sợ yêu ma quỷ quái chứ? Không cần hỏi ta, ta tuy chỉ có tu vi trúc cơ kỳ nhưng xảo hợp là trên người có một món pháp bảo trừ ma lợi hại do gia phụ cấp cho, cho dù không địch được thì cũng vẫn có khả năng tự bảo vệ. Thạch Điệp không đợi Kim Thanh hỏi đến mình, chủ động trả lời. Được rồi, một khi chư vị đạo hữu đều không muốn ra về tay không thì chúng ta hãy nhổ nó lên đi. Kim Thanh khẽ thở dài một tiếng, thân sắc cẩn thận nói. Hắc hắc, chuyện này thì không cần Kim đạo hữu nói, tất cả mọi người sẽ không đem mạng nhỏ của mình ra đùa dẫn đâu. Chỉ là chúng ta phải nói trước, nếu thực sự lệ quỷ hay yêu ma thì ai thu phục được thì nó sẽ thuộc về người đó, không được tranh đoạt với nhau. Dị quang trong mắt tu sĩ họ giản chấp động, đột nhiên chậm rãi nói. Đương nhiên, nếu như thế thì phải dựa vào bổn sự hàng phục mà thôi kim thanh không phản đối nói những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối nào tu sĩ họ giản thấy vậy tinh thần rung lên sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng thế nào chẳng lẽ giản đạo hiếu lại có phương pháp hàng ma đặc thù nên mới tự tin như vậy sau khi thạch điệp liếc mắt bỗng nói một câu như cười như không cái này thật sự cũng không dối gạt các vị đạo hiếu Công pháp mà tại hạ tu luyện chính xác có một loại thần thông chuyên môn đối phó quỷ ma. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không dùng được, không nghĩ tới hôm nay có thể thử một lần. Tu sĩ họ Giản thoáng do dự một chút rồi sau đó thẳng thắn thừa nhận. Yêu nhân mà vừa rồi Hàn đạo hữu tiêu diệt đã sử dụng hắc khô lâu giống như một loại yêu ma tế luyện ra, hình như Giản tu sĩ ứng phó có chút khó khăn. Vẻ mặt vị thạch tiên tử này lộ ra vài phần không tin tưởng nói. Khục, để thạch tiên tử chê cười rồi loại thần thông này của giản mỗ phải có chút thời gian chuẩn bị trước mới có thể sử dụng vì khi đấu với yêu nhân có chút trở tay không kịp thành ra chật vật như thế tu sĩ họ giản gãi gãi đầu có điểm xấu hổ giải thích nghe đến đó thạch điệp mới khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa lại quay đầu nhìn về phía phong linh trụ kia một khi chư vị đạo hữu đều không muốn buông tay vậy động thủ thôi muốn nhổ phong linh trụ này lên thật có chút phiền toái nhất định phải dùng lực lớn xoay chuyển nó vài vòng mới có thể đánh đổ nó xuống đất thạch điệp lộ ra vẻ hưng phấn giải thích những người khác nghe xong lời này đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau bọn họ tuy là người tu tiên nhưng thật sự khí lực lại không có bao nhiêu cho dù thi triển thêm cự lực phù chỉ sợ cũng không thể lay động được cột đá lớn thế này thấy vậy hàn lập liền nhíu mày trong lòng thầm phân phó một tiếng để ta đi tại hạ vừa lúc có chút khí lực khúc hồn đứng dậy trầm giọng nói sau đó hướng cột đá đi đến nghe thấy vậy bọn hồ nguyệt có chút lộ ra vẻ ngoài ý muốn dù sao khúc hồn từ lúc đến đây rất hiếm khi mở miệng hôm nay lại chủ động nhận làm việc này khiến mấy người bọn họ khẽ giật mình vậy làm phiền khúc đạo hữu vậy thạch điệp tò mò nói một tiếng mà khúc hồn dường như không nghe thấy đi nhanh mấy bước đã đến trước cột đá trên người hoàng quang chợt lóe thi triển cự lực phù lên người tiếp theo đem ống tay áo phất vài cái rồi quát lớn một tiếng đột nhiên hai tay trên dưới ôm lấy cột đá cột đá cao chừng hai trượng phát ra tiếng nổ chấn động ầm ầm bắt đầu có chút chuyển động những người khác thấy vậy nhất thời mừng rỡ những thớ gân của hai cánh tay khúc hồn lộ ra lờ mờ phát ra hồng quang hộ thể sau khi quay cột đá chuyển động ba vòng dùng sức đẩy qua một bên tiếp theo thân hình đột nhiên lùi về phía sau trong tiếng ầm ầm cột đá kia hơi bị ngã sang một bên làm xung quanh cũng rung nhảy nhẹ tạo thành một rãnh thật sâu có thể thấy được cột đá này rất nặng nhưng thực ra mọi người không để ý đến cột đá mà là nhìn cái động lớn đột nhiên lộ ra trên mặt đất sau khi phong linh trụ đổ xuống Động này tối đen, kèm theo gió lạnh thổi ra, còn có bậc thang bằng đá trắng không lớn dẫn thẳng xuống lòng đất. Đi thôi, tu sĩ họ giản sau khi nhìn nó trong chốc lát, không nói lời thứ hai đã dẫn đầu đi xuống. Mấy người khác trù trừ một chút nhưng cuối cùng cũng theo sát đi xuống, đã đến nước này thì không ai có ý định lùi bước nữa. Hàn lập nhìn thấy chúng tu sĩ ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn đi vào trong động thì vẫn đứng tại chỗ, không lập tức động thân mà lấy tay sờ sờ cầm, lộ ra vẻ lưỡng lự. Đột nhiên tay hắn vừa lật, đem họa trục với hồng quang lấp lóe ra nhìn. Một lát sau trong mắt hắn lộ ra thần sắc đăm chiêu, rồi mới đem vật ấy thu lại, hướng địa động đi vào. Khúc hồn cũng theo sát phía sau, địa động rất sâu, ước chừng sau khi đi được một khắc, Hàn Lập mới đến bậc đá cuối cùng. Trước mắt sáng ngời, một đại sảnh diện tích rộng khoảng hơn 20 trượng xuất hiện. Ngoại trừ con đường vừa vào thì sảnh này còn có hai cửa bên hình bán nguyệt ở trái phải chẳng biết thông đi nơi nào. Trên đỉnh đại sảnh được khảm rất nhiều viên dạ minh châu to bằng nắm tay, khiến nơi này biến thành màu trắng nhũ, vách tường bốn phía lấp lánh, tựa hồ trên đó đã được thi triển pháp thuật, khiến nó cực kỳ xinh đẹp. Mà bọn hồ nguyệt xuống trước đang đứng ở giữa đại sảnh không nhúc nhích, nhìn chăm chăm về cùng một hướng, không ngừng lẩm bẩm, giống như đang nghiên cứu cái gì vậy. Lòng hiếu kỳ của Hàn Lập nổi lên, bước vài bước đi qua. Đây là, vừa thấy rõ thứ mọi người đang nhìn chăm chú, Hàn Lập lộ ra một tia ngạc nhiên chỉ thấy một bộ hài cốt trắng tinh như ngọc nằm bên cạnh một cái ao không lớn, trên đầu lâu còn cắm một mũi tên nhỏ màu xanh biếc dài khoảng một thước, đem đầu lâu cắm chặt xuống đất, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng ánh mắt mọi người lại không để ý nhiều đến bộ hài cốt này, mà ngược lại toàn bộ tinh thần đều kích động nhìn một đóa sen ba màu rực rỡ ở trong ao. Đóa hoa sen này vẫn còn chưa nở, lúc này chỉ là một chiếc nụ mà thôi nhưng nó có kích thước khoảng bằng miệng bát, tản mát ra hào quang ba màu đỏ, vàng, xanh, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là không trung bên trên đóa hoa sen mấy tấc, đột nhiên xuất hiện một cầu vồng bảy màu xinh đẹp lung linh, hào quang lấp lánh, cực kỳ rực rỡ. Mà ngay cả nước trong ao nơi đóa hoa sen mọc cũng không phải nước bình thường mà là một loại dung dịch màu trắng sữa, tản ra dị hương. Thất Hà Liên, không sai, tuyệt đối là vật ấy, ta còn tưởng rằng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ, không nghĩ tới nó thật sự tồn tại mà nước ao kia chẳng lẽ chính là thạch nhũ ngàn năm sao. Hai mắt Hồ Nguyệt nhìn trọng trọc, lẩm bẩm nói trách không được phía trên lại bố trí nhiều trận pháp cấm chế như vậy lại còn dùng cả phong linh trụ phong ấn nữa ta nếu có hai thứ như thế này thì bố trí vài chục tầng cấm chế cũng không ngại a à. thạch điệp mắt không chấp nhìn chằm chằm đóa hoa sen vẻ mặt cực kỳ mê say nói tuy nhiên không biết hài cốt này là của ai chẳng lẽ lại là của chủ nhân động phủ dường như kim thanh từ trong rúng động bừng tỉnh lại liếc mắt nhìn hài cốt có chút kỳ quái hỏi quản chuyện này làm gì lần này chúng ta phát tài rồi. Đóa thất hà liên này tuy mới có bao màu nếu lấy tới tay rồi đem đấu giá, tuyệt đối sẽ có giá trên trời. Tu sĩ họ giản cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. chương 423, kịch độc, thất hà liên này rất nổi tiếng sao, nó có công dụng đặc biệt gì. Hàn lập đứng ở phía sau chúng tu sĩ nói không nhanh không chậm. Vừa nghe thanh âm này, đám người ở trước dùng mình một cái, lập tức đầu óc thanh tỉnh lại vài phần, có vẻ mất tự nhiên nhìn lại phía Hàn Lập. Uy lực của vệ kim trùng mấy người này đều đã thấy qua. Cho dù mấy người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đám quái trùng đó. Hiện tại phát hiện thứ chân quý như thế, bọn họ theo bản năng đều cảm thấy chút bất an. Cho dù Kim Thanh, người đã mời Hàn Lập cũng lộ ra một chút chần chừ. Bằng tâm cơ của Hàn Lập, vừa thấy thần sắc của mấy người này thì đã đại khái biết được trong lòng họ đang nghĩ gì, trong mắt không khỏi lóe lên một tia diễu cợt nhưng tia dị sắc này liền được hắn nhanh chóng chôn giấu trong lòng, trên mặt vẫn làm như chẳng biết gì tiếp tục hỏi. Thất Hà Liên, cái tên thật kỳ lạ, ta xem qua cũng không ít điển tịch nhưng như thế nào lại không hề có chút ấn tượng nào nhỉ. Chúng tu sĩ đối diện sau khi liếc mắt nhìn nhau rồi Hồ Nguyệt bỗng ho khan một tiếng, cười cười giải thích cho Hàn Lập. Xem ra Hàn Đạo Hiếu luôn luôn khổ tu, rất ít tiếp xúc với sự việc bên ngoài. Cái tên thất hà liên này cho dù đạo hữu có tra qua tất cả điển tịch về linh thảo chỉ sợ cũng không thấy. Trong các truyền thuyết xa xưa truyền miệng thì thất hà liên chính là vật thường xuyên xuất hiện. Nghe nói phàm nhân sau khi dùng nó thì có thể cải tử hồi sinh, người tu tiên ăn vào thì tu vi tăng mạnh, thậm chí lên được một cấp. Đây chính là tiên gia chi vật trong truyền thuyết. Nói xong mấy lời này, cho dù Hồ Nguyệt đối với Hàn Lập vẫn có một tia đề phòng nhưng trên mặt vẫn không giấu được hiện lên một tia hưng phấn. Thực không giả, thần diệu vậy sao? Ánh mắt Hàn Lập nhíu lại, dường như có vẻ không tin. Cái này thì không biết, bởi vì nếu không phải hôm nay chính mắt nhìn thấy thất hà liên thì thật sự ta cũng không tin thế gian có vật ấy. Chẳng qua khẳng định sẽ có tu sĩ tốn nhiều linh thạch để mua nó, việc này mới thực hồ nguyệt cười hắc hắc nói. Ra là vậy, hàn lập nhàn nhạt gật gật đầu, liền không hề nhìn thất hà liên nữa, ngược lại cúi đầu nhìn hài cốt màu trắng tinh khiết kia, hiện ra biểu tình cực kỳ hứng thú. Nhìn thấy hàn lập không thở ơ như vậy, mấy người khác mới ngầm thở phào nhẹ nhõm. Giản đạo hữu người đi hái thất hà liên kia xuống đi, đợi sau khi đấu giá chúng ta sẽ phân chia linh thạch công bằng thạch tiên tử phiền ngươi xem thử xem xung quanh có bố trí cấm chế hay trận pháp gì hay không hồ nguyệt hướng tu sĩ họ giản cùng thạch điệp đưa mắt ám hiệu nhân cơ hội phân phó sau khi hai người nghe xong có chút đăm chiêu liếc nhìn hàn lập rồi mới đáp ứng do thấy thực lực của hàn lập quá mạnh mẽ nên mấy người không khỏi có cùng suy nghĩ đối với hàn lập có tâm tư bài xích kim thanh nghe xong trên mặt hiện lên một tia do dự tựa hồ định nói cái gì nhưng sau khi suy nghĩ thì không mở miệng nữa. Mà Hàn Lập lúc này đang nửa ngồi bên cạnh bộ hài cốt kiểm tra thứ gì đó, thần sắc vẫn bình thường mới khiến Hồ Nguyệt đang chăm chú nhìn hắn yên tâm một chút. Bên cạnh ao không có cấm chế, giản đạo hữu có thể yên tâm hái nó. Thạch Điệp dùng vài loại pháp khí kiểm tra qua một chút, rồi khẳng định nói. Tu sĩ họ giản vừa nghe lời ấy, lập tức mừng rỡ bước qua. Cẩn thận một chút, Nghe nói Thất Hà Liên không thể dùng pháp khí mà chỉ có thể dùng tay của mình để hái xuống. Nếu không sẽ lập tức bị khô héo. Thần sắc Hồ Nguyệt vừa động, phảng phất nhớ tới cái gì đó vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tu sĩ họ Giản cũng không quay đầu lại mà chỉ khoát tay áo, tỏ vẻ mình đã biết. Tâm tư hắn lúc này hoàn toàn đặt lên đóa Thất Hà Liên kia. Đứng bên cạnh bờ ao do mỹ ngọc lấp lánh tạo thành, tu sĩ họ Giản nghiêng về phía trước, giơ hai ngón tay cẩn thận hướng về nụ hoa ba màu kia. Mấy người thạch điệp theo động tác của hắn cũng không nhịn được, nín thở, mắt không nháy, nhìn chăm chú vào mỗi một hành động của hắn. Ồ, hắn bỗng phát ra một thanh âm kinh ngạc, làm sao vậy? Hồ Nguyệt cùng thạch điệp không hẹn mà cùng đồng loạt mở miệng hỏi, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng. Về phần họ lo lắng cho người đi hái hay là lo lắng cho vật được hái thì cũng khó mà biết được. Có điểm cổ quái, sao bông hoa này lại rắn chắc như thế? Dường như rất khó để nhổ lên, tu sĩ họ Giản thu ngón tay trở về hoạt động một chút rồi nghi hoặc nói nếu nhổ không lên thì lấy tay ngắt vậy đôi mắt hầu nguyệt sau khi di chuyển lên tiếng đề nghị trực tiếp ngắt xuống như vậy sẽ khiến giá trị của thất hà liên giảm đi nhiều thạch điệp lắc lắc đầu trên mặt tràn đầy vẻ không đồng ý đợi đã ta thi triển thêm cự lực thuật rồi thử thêm lần nữa xem sao tu sĩ họ giản lấy ra một phù lục màu vàng vỗ lên trên người sau đó năm ngón tay chìa ra cầm chặt chỗ phía dưới nụ hoa khoảng ba tắc rồi muốn dùng sức nhổ nó lên chậm đã hàn lập đang nghiên cứu bộ hài cốt bỗng nhiên phát ra tiếng ngân cản đầu cũng không thèm ngẩng lên trong lòng bọn người hồ nguyệt đánh thục một cái có chút kinh nghi mà tu sĩ họ giản cũng lạnh cả người nhưng khi thấy nụ hoa chỉ gần trong gang tất thì trong lòng không đành làm như không nghe thấy vẫn mạnh mẽ tiếp tục nhưng thất hà liên kia giống như đúc từ sắt ra vậy không nhúc nhích phân nào thấy vậy lòng của tu sĩ họ giản càng nóng như lửa cơ hồ không kịp suy nghĩ năm ngón tay biến đổi muốn ngắt lấy rút cuộc nụ hoa cuối cùng cũng có phản ứng, rung nhẹ nhẹ vài cái, bỗng nhiên thụt xuống lòng ao, biến mất vô ảnh vô tung. Bùm một tiếng, tu sĩ họ giản không chút đề phòng nên bị lực hút mạnh ngã xuống ao khiến nước ao màu trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi. Vị thạch tiên tử kia đứng khá gần, nhất thời bị vài giọt bắn trúng mặt, nàng liền lập tức hét thảm một tiếng. Có độc, nước này có độc, nữ tu lấy tay che mặt, kinh sợ kêu to, tiếp theo tay nàng vội vàng thò vào túi chữ vật, lấy ra một bình thuốc màu đỏ, một viên đan dược màu đỏ xuất hiện hoảng hốt đưa vào trong miệng nhỏ nhắn trong thời gian nháy mắt mà thạch điệp phục dụng đan dược hồ nguyệt cùng kim thanh thấy được bộ mặt bị ăn mòn xèo xèo bọt khí không khỏi lạnh người mà ngay cả hàn lập thấy được cảnh này cũng khẽ biến sắc vị thạch tiên tử chỉ dính vài giọt liền biến thành bộ dáng như vậy không biết tu sĩ họ giản bị rơi vào trong ao kia thì sao suy nghĩ một chút bọn kim thanh đều nhìn về phía mặt nước màu trắng sữa của ao ngọc vị kia vừa bị hút xuống ao thì im bặt ngay cả một tiếng kêu thảm hay giấy ruộng hô cứu cũng chẳng thấy. Trong lòng bọn họ có điểm sợ hãi, lúc này, thạch điệp rút cuộc ngừng rên rỉ, xé rách một miếng vải của bộ y phục băng kín đầu lại mới tạm thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nhìn về phía cái ao, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ục ục một chuỗi bọt nước từ sâu trong ao sôi sục, sau đó một thi thể bị giữa nát gần hết nổi lơ lửng trên mặt nước. Thấy thế sắc mặt mọi người đều biến thành xanh lét, theo quần áo còn sót lại của thi hài này thì đó chính là thi thể của tu sĩ họ Giản kia chỉ là lúc này cả người hắn bị thủng lỗ chỗ lộ ra toàn là xương trắng hai hốc mắt trống rỗng do đôi mắt sớm đã hóa thành hư vô khiến cho người khác nhìn thấy phải hít một hơi lạnh như thế nào lại biến thành như vậy thạch nhũ ngàn năm sao lại có độc hồ nguyệt không thể tin lẩm bẩm nói thạch nhũ ngàn năm không có độc nhưng nếu có người hạ độc thì đây là một việc khác hàn lập đứng dậy mở miệng chậm rãi nói hàn đạo hiếu ngươi vừa rồi nói dừng tay chẳng lẽ đã biết trong ao có độc Giọng nói của Thạch Điệp có chút khàn khàn, lạnh băng hướng Hàn Lập hỏi. Có độc hay không thì ta không biết, nhưng thất hà liên không phải dễ hái như vậy, ta nhìn ra một chút đầu mối, các người hãy nhìn tay phải bộ bài cốt này đi. Hàn Lập dùng mũi chân nhẹ nhàng chỉ chỉ bộ hài cốt dưới chân, bất động thanh sắc nói. Nghe xong lời này, bọn Hồ Nguyệt không khỏi tập trung nhìn lại, kết quả lộ ra thần sắc kỳ quái. Tay phải của bộ bài cốt này chẳng những bị đen một mảng, hơn nữa ngón trỏ còn không đủ, bị mất một đoạn, chỗ đứt không đều, Phảng phất giống như bị cái gì đó cắn. Hàn Lập không nhìn biểu tình nghi hoặc của mọi người, cũng không giải thích gì mà là trong mắt lóe lên hàn quang nhìn về phía cái ao. Chỉ thấy trong làn nước màu trắng xưa kia, đóa thất hà liên chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt nước như trước, tản ra ánh sáng rực rỡ, tuy nhiên trong mắt bọn người Hồ Nguyệt lúc này thì nó lại giống như bọ cạp độc vậy. Hàn Lập không nói hai lời, năm ngón tay hé ra, năm khối hỏa cầu không lớn lơ lửng ở đầu ngón tay, tiếp theo khẽ bắn hỏa cầu xếp thành một đường thẳng công kích lên nụ hoa kia. Trong lòng bọn kim thanh cả kinh, nhưng do có hậu quả nhãn tiền nên không ngăn cản Hàn Lập ra tay, sau khi đóa hoa sen ở trong ngọn lửa lung lay vài cái thì đột nhiên chui vào trong ao, tiếp theo một bóng đen chợt lóe, một vật từ trong nước bay ra, giống như mũi tên bắn về phía Hàn Lập. Chương 424, yêu xà. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Hàn Lập đã sớm có phòng bị, vung cánh tay khác lên, Lục Hoàng kiếm bắn ra, va chạm với bóng đen nhất thời bóng đen bị đánh ngược lại phía cái ao, sau đó ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn mọi người. Yêu quan xà, làm sao mà cái màu trên đầu nó lại biến thành bộ dáng của thất hà liên. Vừa thấy rõ ràng bộ mặt của bóng đen, hai mắt hồ nguyệt nhìn chầm chầm nó nói. Bóng đen phía trên ao rõ ràng là có một thân dài ba bốn thước, chính là một con quái xà màu đen có màu. Miệng rắn to như chậu máu. Nửa trên của chiếc màu rõ ràng là nụ hoa ba màu kia, trông giống như một bông hoa nhỏ mọc lên từ trên đầu của nó vậy nhìn cực kỳ buồn cười. Về phần hào quang mê ly kia lại là yêu khí bảy màu từ miệng nó phun ra. Xem ra thực sự giống cầu vồng như đúc, khó trách lại có thể lừa gạt được con mắt của nhiều tu sĩ như vậy. Thạch Điệp thấy rõ hình dáng thực của con yêu xà này, hai mắt hàn quang chợt lẽ, không nói hai lời, dương tay lên, ném ra một cái khăn lụa màu tím, mang theo tiếng gầm gừ đánh thẳng về phía yêu xà. Cẩn thận, con yêu xà này độc vô cùng, người không phải đối thủ của nó đâu. Sắc mặt kim thanh chợt biến, vội vàng nói rồi cũng ném đại ấn màu trắng ra nó hóa thành một đạo bạch quang hợp lực công kích hai mắt yêu xà lạnh như băng vừa thấy hai vật đánh úp tới hé miệng phun ra một viên châu bảy màu phóng thích bảo quang nguyễn lệ ngăn cản đại ấn cùng khăn lụa tại phía trước người khiến chúng không thể tiến thêm được dù chỉ là một tấc lúc này hồ nguyệt rút cuộc tỉnh lại từ trong sự thẫn thờ do mất mát bảo vật sau khi do dự một chút liền lấy hai thanh phi đao gia nhập vào chiến đoàn nhất thời tại trước người yêu xa ba đạo bạch quang một đạo tử mang, cùng một đạo ánh sáng bảy màu quấn lại với nhau cùng một chỗ. Quái xà không sợ chút nào, kêu hoa à hoa à vài tiếng quái dị rồi lại phun ra vài ngụm yêu khí, mấy pháp bảo cùng pháp khí vừa tiếp xúc với làn sương mù đó lập tức ảm đạm vô quang. Sao nó lợi hại như vậy, chẳng lẽ là yêu vật biến dị? Kim Thanh vừa thấy cảnh này, có chút hoảng sợ nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tia máu nhanh chóng bay xuyên qua làn khí, bắn tới chiếc màu trên đầu yêu xà một lỗ thủng to bằng ngón tay cái bỗng nhiên xuất hiện. Yêu vật hú lên quái dị, đau đớn lồng lộn trên tảng đá, rồi thân mình cong lại, muốn trốn vào trong ao. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu xanh biếc từ trên trời đâm xuống, lấy thế như xét đánh không kịp che tay găm đầu nó xuống tảng đá khiến đuôi rắn khua loạn, nhưng rút cuộc một lúc sau cũng không thể nhúc nhích thêm được chút nào nữa. Đây chính là do hàn lập và khúc hồn ở một bên đột nhiên ra tay. Ngoài khúc hồn sử dụng một quả huyết linh toản, Hàn lập thì khống chế thanh trúc phong vân kiếm không phóng ra ít tà thần lôi để phòng người khác nhận ra thanh kiếm đó là do thiên lôi trúc luyện chế thành. Lúc này bọn kim thanh thấy yêu xà bị hàn lập chế trụ thì mới yên lòng. Bọn họ dùng pháp bảo hợp lực từ từ áp chế yêu châu bảy màu kia xuống. Sau một lúc thương lượng, yêu châu này mới để cho thạch điệp thu lấy. Sau đó mọi người mới hướng yêu xà nhìn lại, đây là yêu quan xà thật sự, dường như cái màu của nó được người khác đặc biệt luyện chế thành bộ dáng thất hà liên tuyệt đối không phải là do con rắn này tự sinh ra hồ nguyệt nhìn con yêu xà đang bị đóng đinh dưới thanh kiếm lộ ra vẻ nghi hoặc nói hiển nhiên thất hà liên này căn bản là một cái bẫy có khả năng là chuyên dụng để đối phó với bộ bạch cốt kia chúng ta chỉ là bị sập bẫy mà thôi kim thanh cười khổ đồng ý nói mà hàn lập đứng ở một bên cũng không hề lên tiếng nhìn nhìn yêu xà lại nhìn nhìn cánh tay bị thương kia của bạch cốt trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh một người cực kỳ hưng phấn muôn hái đoá thất hà liên nhưng rồi bỗng nhiên từ trong ao phi ra một yêu xà cực độc cắn vào ngón tay sau đó bị rơi vào trong ao trong lòng hàn lập không khỏi phát lạnh lại nhìn mũi tên trên người bạch cốt kia hiển nhiên là một chiêu hậu thủ của người bố cục người này thật sự là kẻ đầy tâm kế soạt một tiếng đầu và thân của yêu quan xà dưới một đạo hàn mang chém xuống đã chia thành hai phần thạch điệp với vẻ mặt âm trầm tay cầm một thanh đoản kiếm lạnh lẽo đứng một bên Thấy tình hình này, Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn biết, nữ nhân này do dung nhan bị hủy cho nên mới thống hận yêu xà như vậy. Bởi vì dù yêu quan xà tuy không phải là nguyên hung nhưng tuyệt đối là kẻ đầu sỏ gây nên, mà dung nhan cũng như tính mạng đều là những thứ trọng yếu đối với nữ tử. Hàn Lập khẽ lắc lắc đầu, phất tay một cái, tiểu kiếm liền lập tức bay trở về trong cơ thể hắn. Sau đó ánh mắt hắn lại quay về mũi tên trên người bạch cốt. Đây là một mũi tên dài khoảng một thước, màu xanh biết tương tự như thanh trúc phong vân kiếm, nhưng nhìn kỹ thì lại có sự khác biệt. Phi kiếm của Hàn Lập mang theo hào quang xanh biếc, mà mũi tên này lại ẩn chứa chút hắc khí, tựa hồ bị một môn tà pháp nào đó tế luyện qua vậy. Hàn Đạo Hiếu, chúng ta có nên đi nơi khác nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra cái gì đó. Hồ Nguyệt thấy Hàn Lập vẫn tiếp tục nghiên cứu bộ bạch cốt thì không nhịn được hỏi một câu. Xem ra hắn thực sự không cam tâm tình nguyện ra về tay trắng. Mấy vị đạo hiếu cứ đi là được, ta cùng khúc đạo hữu ở đại sảnh đợi vậy. Thân sắc hàn lập như thường, nhàn nhạt đáp lời, nghe xong Hồ Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn bộ bạch cốt cùng với mũi tên xanh biếc kia thì không khỏi lộ ra vẻ trù trừ. Nhưng cuối cùng hắn lại không di chuyển, Kim Thanh cùng Thạch Điệp thấy vậy cũng không lên tiếng, đều đứng tại chỗ. Dù sao hậu quả nhãn tiền, ai biết trong động phủ có còn nguy hiểm gì hay không. Cho nên mọi người ở cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn hơn một ít. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, mũi tên này cũng không phải vật thường. Nếu không dưới con mắt bọn họ một người có chút thần bí như Hàn Lập sẽ không đảo qua nhìn lại không ngừng. Hàn Đạo Hiếu, người nói trong này là di chỉ của tu sĩ cổ hay là do ai đó tạo ra để lừa gạt người. Kim Thanh bỗng nhiên ở một bên trầm giọng hỏi, sẽ không phải vậy đâu, đây chắc chắn là di chỉ của tu sĩ cổ, nếu không sao lại khiến hai vị Đạo Hiếu trùng hợp nhặt được chân châu như vậy rồi tìm đến đây chứ, chỉ có điều trong này sớm bị người khác nhanh chân cuống hết, sau đó mượn nơi này bố trí cạm bẫy hàn lập lắc đầu nói nếu đúng như vậy thì nơi đây hẳn là không còn bảo vật gì thanh âm thạch điệp lạnh như băng nói còn hàn lập lộ ra biểu tình tiếc nuối tuy không mở miệng nói cái gì nhưng xem như là mặc nhận nhất thời kim thanh cùng hồ nguyệt liếc mắt thần sắc khẽ biến đặc biệt là hồ nguyệt lần này không những không kiếm được chút lợi nào ngược lại khiến hai người do mình mời đến thì có một vị bị hủy dung nhan một vị mất mạng thế nào đi nữa đây cũng là một lần tầm bảo thất bại khi mọi người đang cực kỳ yên lặng thì bỗng nhiên từ chỗ cái ao truyền đến thanh âm rên rỉ như có như không. Điều này làm cho chúng tu sĩ sau khi nghe được trong lòng đều cả kinh vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thi thể của trung niên tu sĩ họ giản đã chết trong ao bỗng cử động, chậm rãi từ trong ao bò ra, trong miệng bộ bạch cốt thỉnh thoảng phát ra thanh âm rên rỉ hàm hồ không rõ ràng. Cảnh này khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không khỏi chừng mắt nhìn nhau mọi người một khi đã là tu tiên giả thì sẽ không kinh ngạc chút nào khi thấy xuất hiện lệ quỷ hay tà vật gì đó ngược lại hơn phân nửa sẽ lập tức chảm yêu trừ ma nhưng trước mắt chính là thân thể của đồng bọn trước đó không lâu đã cùng mình tiến vào động phủ chẳng lẽ bị phá hủy đến mức đó vẫn có bí thuật để bảo trí nguyên thần không tiêu tan sao bởi vì thật sự không rõ đối phương là người hay quỷ cho nên lúc này bọn người hồ nguyệt mới trần trừ mắt thấy thi thể của tu sĩ họ giản kia chậm rãi ra khỏi cái ao đi thẳng tới phía mấy người bọn họ mặc kệ ngươi là người hay quỷ cũng không được đến đây nếu không đừng trách ta không khách khí hồ nguyệt tựa hồ nhận ra cái gì đó không đúng vội vàng hô to một tiếng hai ống tay áo vung lên phi đao liền bay ra ngoài cơ thể lập tức xoay vòng bảo vệ quanh cơ thể kim thanh cùng thạch điệp cũng cảnh giác đồng thời dương mắt nhìn chăm chú phía đối diện hồ nguyệt vừa dứt lời thân thể tu sĩ họ giản liền ngừng lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích bọn hồ nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm nhưng hàn lập đang đứng một bên lặng lẽ quan sát lại có cảm giác thoáng qua không nhịn được liền lật tay cầm chặt một thứ gì đó đúng lúc này thì biến hóa xảy ra tu sĩ họ giản đột nhiên đạp chân một cái thi thể lộ ra bạch cốt hung hăng công kích mọi người thần sắc hồ nguyệt cùng kim thanh đại biến không chút do dự pháp bảo đều xuất hiện hai đạo bạch mang cùng một đạo bạch quang đồng thời đánh lên người đối phương nhất thời bạch cốt bị nổ tung dường như không chịu được một kích quá mạnh như vậy Nhất thời trong lòng Hồ Nguyệt như có một luồng gió nhẹ thổi qua, tiếp theo sau lưng lạnh buốt, một cánh tay xương sổ từ bụng lộ ra, năm ngón tay đang nắm chặt một viên đan màu lam nhỏ như hạt đậu. Chương 425, Chi Dương Điểu, nhìn máu chảy đầm đìa từ chỗ bụng bị cốt thủ xuyên qua, hai mắt Hồ Nguyệt trợn trừng, lúc này trên mặt xuất hiện biểu tình không tin. Rác, một tiếng, viên đan màu lam bị bóp nát, tiếp theo cốt thủ bỗng biến mất. Hồ Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lúc cốt thủ rút ra thì người cũng mềm nhũn ngã xuống đất máu tươi theo lỗ thủng không ngừng chảy ròng ròng, nhất thời cả đại sảnh tràn ngập mùi huyết tinh. Giờ phút này tuy hắn còn chưa chết, nhưng cũng đang hấp hối. Tiếng kinh hô của Kim Thanh cùng Thạch Điệp, thanh âm bạo liệt, tiếng rít của Pháp Bảo lần lượt truyền vào tai hắn, tất cả các loại cảm giác bình sinh đã trải qua cuồn cuộn lướt qua trong đầu như hắn đang cưỡi ngựa xem hoa vậy. Còn nhỏ thì cuộc sống bần hàn, được phát hiện có linh căn thì cả nhà vui mừng, bất lực khi nhìn thấy sư tỷ trong lòng của mình gả cho kẻ khác, hăng hái khi kết đan thành công, luôn có giá tâm thật lớn là ngưng tụ thành nguyên anh, dường như hết thảy đều từ từ rời xa cùng với việc tay chân dần lạnh lẽo. Nhưng Hồ Nguyệt thật sự không cam tâm, hắn luyện chế những ba phi đao pháp bảo, bình thường đối địch thì chỉ dùng hai thanh giết địch, thanh thứ ba không rời khỏi thân. Bởi vì thanh phi đao thứ ba là dùng một bí pháp nào đó luyện thành, tuy uy lực đả thương người bình thường nhưng thông linh hộ thể lại hơn xa pháp bảo bình thường. Huống chi hắn không tiếc mà tiêu phí tâm huyết thật lớn cho pháp bảo này, mới đây không lâu hắn đã luyện nó đến mức thông linh khi người khác đánh lén, cho dù hắn không chủ động điều khiển nhưng pháp bảo này lại có khả năng cảm ứng sát khí của kẻ khác, phải tự hộ thể mới đúng. Trừ khi đánh lén hắn là, cuối cùng Hồ Nguyệt lại nghĩ tới cái gì đó, có phần chưa từ bỏ ý định, dùng chút khí lực cuối cùng của phàm nhân miễn cưỡng quay đầu một chút, rút cuộc mọi thứ ở phía sau đã hiện lên trong mắt hắn. Một cái bóng mơ hồ đang đuổi sát Kim Thanh không tha, còn Kim Thanh thì đang bị bao vây trong một đoàn ngân mang xuôi ngược tránh né không ngừng, phải dùng pháp bảo của mình liên tục tấn công đối phương, Tựa hồ đối với bóng trắng kia cực kỳ sợ hãi. Mà bọn Hàn Lập bên cạnh đang bị một mảng lớn hắc vụ vây khốn, chỉ là trong tay Hàn Lập cầm thêm một bức họa đỏ rực, vô số những con chim yến bằng lửa to bằng nắm tay từ trong bức họa bay ra, tạo thành một cái vòng lửa thật lớn không ngừng đánh vào hắc khí, không cho chúng đến gần người. Khúc hồn cùng Thạch Điệp đứng sát phía sau Hàn Lập, huyết quang bao bọc quanh thân Khúc hồn, hai tay không ngừng bắn ra những ngọn lửa màu tím, đánh tan hắc khí nào lọt qua vòng lửa mà trên tay thạch điệp cầm một viên châu màu trắng hào quang bắn ra bốn phía khiến cho những luồng hắc khí ngẫu nhiên lọt lưới không dám tiến sát thân chút nào nhưng trong mắt nàng vẫn hiện ra thần sắc kinh hoàng hồ nguyệt không để ý đến hắc khí mà cố hết sức nhìn kỹ bóng trắng đang đuổi theo kim thanh không ngừng quả nhiên nó chính là bộ hài cốt màu trắng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi chỉ là quanh thân nó hiện ra màn sương mù màu trắng thân thể cực kỳ linh hoạt không có chút gì là hình dáng của một vật chết cả hồ nguyệt lộ ra vẻ cười khổ hắn, một vị tu sĩ kết đan kỳ nhưng lại bị bộ hài cốt của một người chết ám toán, đây thật sự là một chuyện cực kỳ buồn cười. Cùng với ý nghĩ tự diễu này thần trí của Hồ Nguyệt cũng dần dần tối sầm lại, lâm vào trong hôn mê vô tận, chỉ là vẻ tự diễu vẫn còn đọng trên khóe miệng hắn. Đồng thời lúc Hồ Nguyệt đoạn khí, thân sắc hàn lập cực kỳ âm trầm, không ngừng quan sát dò xét chung quanh. Vừa rồi, trong lúc bộ bạch cốt nhảy lên đánh lén thì đồng thời vách tường phụ cận cũng bắn ra màng quỷ vụ âm hàn to lớn, trong chốc lát đã vây khốn mấy người bọn họ. Nhưng may mắn là Hàn Lập sớm có chút chuẩn bị, nhanh chóng mở bức hỏa kia ra, kết quả là từ trong đó bay ra rất nhiều linh điểu toàn thân là lửa. Loại này gọi là chi dương điểu, toàn thân bao bọc bởi lửa, có hình dáng giống như chim yến bình thường, Hàn Lập từng đọc kỹ giới thiệu trong một quyển biển tịch. Chúng được sinh ra trong tinh hỏa, chuyên thích ăn các loại âm quỷ lệ phách, chính là khắc tinh nổi tiếng của các loại âm vật. Chỉ là loại chim này sớm đã tuyệt chủng tại tu tiên giới rồi. Bên trong bức hỏa cũng chỉ phong ấn một phần tinh hồn của loại linh điểu này mà thôi, cho nên chỉ có thể phóng thích ra phân thân của Chi Dương điểu. Phân thân này tuy có hình dạng y đúc với bản thể của Chi Dương điểu, nhưng uy lực thực sự thua kém một trời một vực. Nếu không mấy cái quỷ vụ màu đen này không chỉ bị xua tan mà còn bị cắn nuốt sạch sẽ mới đúng. Đối với sự dây dưa không dứt của quỷ vụ thì Hàn Lập không mấy lo lắng. Vô Luận Thanh Trúc Phong Vân kiếm hay là Phệ Kim trùng đều có khả năng dễ dàng phá tan chúng khiến hắn bất an chính là kẻ vẫn ẩn mặc điều khiển đám quỷ vụ cùng với bạch cốt kia vẫn chua xuất thủ hắn rất rõ ràng chúng không thể nào tự có linh thức để hành động mà là có người thao túng như con dối chỉ là bạch cốt này có chút quái dị bị pháp bảo của kim thanh oanh kích nhiều thế mà vẫn bình an không việc gì xem ra chắc chắn trong đó có ảo diệu hàn lập đang suy nghĩ thì bốn phía bỗng truyền đến từng hồi âm thanh quỷ khóc những thanh âm này làm cho người ta lông tóc dựng đứng không phải nam cũng chẳng phải nữ Cực kỳ chói tai khiến người khác nghe thấy khí huyết cũng phải quay cuồng, tâm thần bất định. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, nhất thời toàn bộ thần thức phóng ra, bao phủ cả đại sảnh. Ngón tay đồng thời khẽ điểm, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc đồng thời xuất hiện trước thân hắn, rồi chậm rãi chuyển động vòng quanh. Yêu nhân nào dám giả thần giả quỷ, còn không hiện thân. Kim thanh tựa hồ bị quỷ thanh này khiến tâm thần rối loạn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng lại khiến cả đại sảnh vang lên từng hồi ông ông tiếng quỷ khóc thực sự ngừng lại chẳng những như thế khi pháp bảo của hắn đánh lên trên người bạch cốt khiến cho nó tan tành không còn bộ dáng của con người nữa kim thanh vừa mừng vừa sợ cùng lúc đó quỷ vụ vốn vây khốn bọn hàn lập cũng vù một tiếng nhanh chóng thu vào trong bốn vách tường chung quanh hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn hắn không cho rằng thanh âm gầm giống của kim thanh có thể có uy lực lớn như vậy ngay lúc này thạch điệp ở phía sau hàn lập động thân thừa cơ hội này hướng bậc thang của địa động phía sau chạy như điên trong trước mắt đã đến nơi chuẩn bị bước lên thấy tình cảnh như vậy mặt hàn lập không chút thay đổi nhưng sắc mặt kim thanh lại đại biến trong lòng vô cùng tức giận nữ nhân này không ngờ lâm trận lại bỏ trốn phải biết rằng tuy pháp lực của thạch điệp thấp kém nhưng viên bảo châu trong tay nàng rõ ràng có công hiệu khắc chế quỷ vụ không thể để nàng bỏ chạy như vậy được nghĩ đến đây kim thanh không kịp suy nghĩ định mở miệng muốn giữ nàng ta lại nhưng lúc này dị biến xảy ra thạch điệp vừa chạy được hai bước trên bậc thang đột nhiên ở trên bức tường đá bên cạnh lóe lên lục quang, một quỷ trảo đáng sợ bất ngờ xuất hiện, mười ngón tay nhọn hoắt, xanh biếc, xuyên vào ngực của nàng ta với tốc độ dùng mắt thường khó có thể thấy được. Thạch Điệp kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng thúc sục hào quang của Bảo Châu trên tay, muốn trốn thoát. Nhưng quỷ thủ này tựa hồ không sợ hãi chút nào, ngược lại quỷ khí đen ngòm từ bàn tay thoát ra, chỉ chốc lát đã bao phủ Thạch Điệp bên trong. Tiếng kêu của nữ tử này đột nhiên ngừng bật, tiếp theo một cái xác khô chỉ còn ra bọc xương từ trong màn hắc khí hiện ra, rồi bị ném tới trước mặt Hàn Lập cùng khúc hồn. Hàn Lập cúi đầu nhìn nhìn cái chi xác khô không còn chút máu thịt nào, sắc mặt phát xanh. Mà trên mặt Kim Thanh đã sớm không còn chút máu, chỉ cầm chặt pháp bảo bạch ấn, không ngừng nhìn chung quanh. Hắc hắc, bồn tỏa cần một thi thể thích hợp, ba người các ngươi ai muốn phụng hiến thì bước ra, bốn phía đại sảnh truyền đến tiếng cười lạnh lẽo, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường. Nghe xong lời này, hàn quang trong mắt hàn lập trượt lẽ, một lần nữa xuất ra bức họa, đem phần lớn hỏa điều thu hồi vào bên trong, tiếp theo sắc mặt hắn âm trầm, hai tay bắt pháp quyết. vù một tiếng, một con chi dương điều thật lớn từ trong bức hỏa bay ra, ngọn lửa quanh thân nó cực kỳ chói mắt, sau khi bay trên đầu hàn lập một vòng liền dương hai cánh ra, bắn thẳng về phía một cái cột đá nào đó tại trung tâm đại sảnh. Âm một tiếng nổ, mắt thấy con chim khổng lồ sắp va chạm vào trụ đá thì lục quanh lại trượt lẽ, tiếp theo một con quái mãng do hắc khí hóa thành từ trong cây cột bay ra, va chạm với hỏa điểu. Miệng hỏa điểu thì phun ra tinh hỏa màu trắng, còn quái mãng lại phun ra hàn khí đen ngòm, mở đầu một trận đại chiến giữa hai con vật. Sách sách, không nghĩ tới tại loạn tinh hải còn có người biết đến khu linh thuật đã thất truyền từ lâu, xem ra bổn tọa thật sự quá xem nhẹ các ngươi rồi. Theo lời vừa dứt, từ trong cột đá chậm rãi đi ra một quái ảnh. Hàn lập cùng Kim Thanh đều không hẹn mà cùng ngưng thần nhìn lại đó là một bóng người màu xanh biếc cả người lục quang trong suốt nhìn không rõ bộ mặt dù chỉ là một chút có vài cỗ hắc vụ to bằng cánh tay như dây lưng quấn quanh người hai mắt đỏ tươi như máu vậy khi quái ảnh đảo mắt nhìn qua một vòng đám người hàn lập thì khiến bọn họ túa mồ hôi lạnh tựa hồ đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng vậy nên không khỏi liếc mắt nhìn nhau và đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt mỗi người đối phương chỉ dùng ánh mắt đã khiến hai người chịu áp lực lớn như vậy điều này nói rõ rằng tu vi của quái ảnh hơn xa hai người chẳng lẽ đây chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ? Chỉ là nhìn hình dáng của quái ảnh thì tựa hồ không giống người sống, ngược lại giống quỷ nhiều hơn. Nếu như là lệ quỷ thì sao có thể nói năng rõ ràng như vậy, đáng lẽ phải có hình dáng như kẻ không có thần trí mới đúng chứ? chương 426, Quỷ Trá Kim Thanh kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng lại rồi hỏi, nhà ngươi là người hay là quỷ? Người, quỷ, các ngươi nói thử xem, quái ảnh cười âm u, trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc nghe xong lời này sắc mặt kim thanh cực kỳ khó coi trong khi đó hàn lập không nói lời nào đột nhiên ném bức họa trong tay ra vô số hỏa điều cuồn cuộn phóng đến quái ảnh đồng thời con chim khổng lồ đang tranh đấu với quái mãng kia cũng kêu lên một tiếng bén nhọn bỏ đối thủ đang tranh đấu biến thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm hung hăng tấn công đối phương quái ảnh thấy vậy liền trong mũi liền hừ lạnh khinh thường một tiếng chi dương điểu nếu là bản thể của nó hiện thân thì ta còn e ngại đôi ba phần nhưng cái này chỉ là một phần tàn phách mà thôi, vậy cũng bày đặt học đòi người khác đi làm cái việc trừ ma diệt quỷ. Lời vừa nói xong, hai tay của bóng xanh cất lên, hắc khí trên người trong phút chốc ngưng tụ lại, tiếp theo hai âm thanh phốc phốc truyền đến. Luồng hắc khí từ hai tay xuất ra bay lên hóa thành hai con hắc mãng một sừng, phóng vào trong đám hỏa điều bắt đầu thôn phệ. Hai cái mồm to tướng như chậu máu ngoác ra liền có vài con hỏa điều bị hút vào trong, còn những tia bạch hỏa do những con còn lại phóng xuất đều không gây ra một chút thương tổn nào đối với chúng. Lúc này hỏa đoàn do chi dương điều to lớn hóa thành cũng đã đến trước mặt nhưng nó phóng thẳng tới cái bóng xanh mà không để ý gì tới hai con hắc mãng. Bóng xanh thấy vậy, hồng quan trong hai mắt chợt lóe càng đỏ thêm vài phần. Mặc dù thân hình không động nhưng quái ảnh vẫn lộ ra một tia chú ý. Mặc dù chi dương điều này chỉ là một tàn hồn nhưng biểu hiện của bóng xanh lại không giống như mình đã nói. ầm một tiếng, hai tay của hắn rung lên, hai con hắc mãng một sừng phóng ra, tự động tấn công. Sau đó hai tay hắn nắm lại thành quyền chập lại, u hỏa xanh biếc ngùn ngụt bốc lên, sau đó thân hình chợt lóe, trực diện nghiêng đón bạch hỏa, mạnh mẽ xuất ra một quyền. Kết quả làm cho Hàn Lập và Kim Thanh phải giật mình bởi vì sau khi va chạm bạch hỏa bắn ra từ phía, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà trên nắm tay của quái ảnh bỗng nhiên xuất hiện một viên châu màu trắng nhũ. Bóng xanh nhe răng cười, rồi không chút do so dự nuốt luôn viên châu vào bụng, sau đó hướng đôi mắt lạnh như băng về phía Hàn Lập. Lúc này bức họa trong tay Hàn Lập bỗng nhiên tự bốc cháy, hắn liền ném đi, trong phút chốc nó đã biến thành cho bụi. Những con hỏa đều đang dây dưa với hai con hắc mãng ngay khi quyển trục cháy hết thì đồng thời cũng từ từ biến mất. Hàn Lập hít sâu một hơi, mặc dù hắn biết rằng Chi Dương Điều không phải là đối thủ của đối phương nhưng hắn vẫn dùng tấn công để thử dò xét xem thực lực của đối phương ra sao nhưng không ngờ bóng xanh chỉ cần nhấc tay là có thể đem chi dương điều một loại bảo vật chuyên khắc chế âm quỷ đánh tan không còn một mảnh. Điều duy nhất khẳng định được chính là đối phương không phải là âm quỷ thuần túy. Hàn Lập không biểu hiện gì cả mà chỉ đứng nhìn quái ảnh, trong lòng thầm tính toán nếu như thực sự động thủ với đối phương thì đại khái có bao nhiêu phần thắng. Lúc này, bóng xanh nhìn chằm chằm Hàn Lập, chậm rãi nói một câu, không sai, chính là người đó. Ta rất hứng thú đối với thân thể của ngươi, còn những người khác thì cút đi dường như công kích vừa rồi của Hàn Lập đã chọc giận hắn. Khúc hồn tự nhiên sẽ không có bất kỳ hành động gì nhưng Kim Thanh sau khi nghe nói thế thì xuất hiện tạp niệm, thần sắc trở nên bất định. Mặc dù Hắc chưa giao thủ nhưng đối phương thực sâu không lường được, cho dù liên thủ với Hàn Lập thì phần thắng cũng không có được bao nhiêu. Sau khi nghe quái ảnh bảo những người khác cút đi, trong lòng Kim Thanh bắt đầu dao động. Hôm nay nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đã chết thảm trước mắt mình, bình thường hắn luôn luôn tự xưng là người không thẹn với lương tâm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác yêu quý mạng sống thời gian sau này vẫn còn dài a à. thế nào cho hai người một con đường sống mà không chịu đi sao vậy bổn tôn phải phí sức một chút đem hai người các ngươi biến thành xác khô vậy bóng xanh hừ lạnh một tiếng âm u nói rồi dùng ánh mắt nước nhìn kim thanh và khúc hồn nghe được khẩu khí tràn ngập sát ý của hắn sắc mặt kim thanh lần lượt trắng hồng mấy lần cuối cùng hắn đành ôm quyền hướng tới hàn lập xấu hổ nói hàn huynh tại hạ không muốn chết ở đây lần này thật xin lỗi. Nói xong mấy lời đó hắn liền im lặng, vội vã chạy tới phía cầu thang đá, không hề liếc lấy Hàn Lập một cái. Hàn Lập thần sắc như thường, không lộ ra vẻ mặt phẫn nộ vì bị người ruồng bỏ mà trong mắt chỉ ẩn chứa một tia lạnh ý lúc có lúc không, nhìn Kim Thanh rời đi. Lúc này trong cặp mắt đỏ hồng của quái ảnh lộ ra một điểm đắc ý. Ngay khi Kim Thanh phóng qua đám bạch cốt đang bị tan nát kia thì sinh ra kinh biến. Những khúc xương giải rác gần đó chợt tấn công hắn, vụt đến giống như cung tên, Kim Thanh cực kỳ hoảng sợ, trên người liền xuất hiện một tầng sáng bảo hộ màu bạc. Nhưng không đợi hắn chất vấn quái ảnh và xuất ra pháp bảo thì hào quang trên bài cốt sáng lên, đâm thủng tầng sáng bảo hộ của hắn như đi qua chỗ không người vậy. Trong nháy mắt thân hình Kim Thanh rách tả tơi, một câu cũng chưa kịp nói, ngã vật xuống mặt đất. Hàn lập thản nhiên nhìn thi thể của hắn khẽ lắc đầu. Tiếp theo bàn tay lật lên, một cái túi linh thú liền xuất hiện, đồng thời hai thanh phi kiếm trước mặt bắt đầu rung động, khẽ phát ra hào quang màu xanh biếc. Có y tứ, không muốn hỏi ta tại sao lại không giữ lời. Quái ảnh cười lạnh nói, các hạ nếu muốn thì không cần hỏi cũng sẽ chủ động giải thích, còn nếu không muốn thì chỉ uổng phí nước bọt mà thôi. Hàn lập nét mặt không chút biểu tình trả lời. Không tệ, tiểu tử ngươi thật hợp nhãn với ta. Nếu như trước đây không gặp đại nạn, có lẽ ta sẽ thu người làm đệ tử, nhưng hiện tại cả đời ta cũng không thu thêm đệ tử nữa, mà còn phải tìm cách bắt cho được nghịch đồ lúc trước để lóc thịt bẻ xương, rút hồn luyện phách. Ban đầu bóng xanh có chút bất ngờ, nhưng thanh âm lập tức phát lạnh nói. Hàn lập sắc mặt không đổi, phất tay một cái, khúc hồn phía sau phóng ra huyết quang hộ thể, từng bước tiến tới sánh vai với Hàn lập. Hắn không định nhiều lời mà muốn dùng một kích sấm sét để giết địch. Đồng thời mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể động đậy, tùy thời đều có thể phóng ra. Huyết luyện thân quang, tốt, tốt, các ngươi là môn hạ của cực âm hay cực huyến. Bóng xanh vừa thấy tầng huyết quang phòng hộ trên thân khúc hồn thì run lên nhẹ nhẹ, tiếp theo cười rộ giận dữ hỏi. Hàn lập nhíu mày, thần sắc khẽ động, nhàn nhạt hỏi lại cực âm. Chẳng lẽ người muốn nói cực âm tổ sư của cực âm đảo? Hắn mơ hồ cảm giác được có thể giải thích được bí mật liên quan đến công pháp của cực âm đảo và hắc sát giáo. Cực âm tổ sư, tên nghịch đồ như hắn mà dám tự xưng là tổ sư sao? Bóng xanh sau khi nghe Hàn Lập hỏi, lập tức nổi trận lôi đình, mở miệng mắng to. Hàn Lập có chút ngẩn ra, cái người giống như ma quỷ này lại là sư phụ của cực âm lão tổ, điều này thực quá kỳ lạ. Khi Hàn Lập đang vô cùng kinh ngạc vì lời nói của đối phương thì lục mang trên người chợt lóe, từ phía sau chuyển đến một âm thanh trầm muộn. Hàn Lập trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại nhìn nhưng phía sau trống trơn, không có một ai. Bất hảo, cơ hồ cùng lúc Hàn Lập hiểu rõ chính mình bị mắc lừa liền vội vàng quay đầu lại, không kịp suy nghĩ phóng xuất ra bảy thanh phi kiếm, bảo hộ trước người. Đồng thời khống chế được chín thanh thanh trúc phong vân kiếm, đây chính là cực hạn hiện tại của hàn lập rồi quả nhiên trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại kiếm quang do chín thanh phi kiếm hợp thành liền bắn ra ích tà thần lôi màu vàng nhạt một đoàn quang mang màu xanh to bằng nắm tay dưới sự công kích của điện hồ hóa thành hư không mồ hôi lạnh của hàn lập túa ra hắn thiếu chút nữa đã để đối phương đắc thủ kim lôi trúc người sử dụng chính là phi kiếm luyện từ kim lôi trúc lúc này quái ảnh phát ra âm thanh ngạc nhiên có vẻ khó tin hàn lập cười lạnh một tiếng đang muốn châm biếm đối phương vài câu thì bỗng nhiên cảm giác được trong không khí bên cạnh mình có một luồng ba động dị thường truyền đến hắn nghiêng người giống như phản xạ có điều kiện nhưng trước ngực chấn động một tia huyết quang cực kỳ quen thuộc xuyên qua làm hắn lạnh người máu tươi nhanh chóng tuôn ra ngay sau đó lại có thêm một đạo quang mang màu vàng hung mãnh tấn công hắn ầm âm, âm thanh va chạm vang lên mấy thanh phi kiếm đồng thời bay ra khiến cho hoàng mang hiện nguyên hình thì ra đó chính là hỗn nguyên bát khúc hồn hàn lập kinh sợ quát to một tiếng đầu tiên bị huyết linh toàn tấn công, sau lại bị hỗn nguyên bát tập kích, hiển nhiên là khúc hồn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng thân hình bên cạnh hắn nhoáng lên, khúc hồn làm như không nghe thấy, bay về phía bóng xanh. Hàn lập lập tức dùng thần thức liên hệ, mặc dù phân thần vẫn còn bên trong cơ thể khúc hồn nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn không thể khống chế được hắn nữa. Bóng xanh cười ha hả một trận, đồng dạng biến thành một ánh sáng hướng khúc hồn bay tới. Sắc mặt Hàn lập cực kỳ tái nhợt, nhưng sau đó cắn răng một cái liền bắt pháp quyết, từ trong miệng phát ra một chữ thu. Theo thanh âm này ở phía xa xa, từ thiên linh cái của khúc hồn bay ra một tia lục quang, nhanh chóng bắn ngược trở lại dung nhập vào trong cơ thể của Hàn Lập, biến mất vô ảnh vô tung. Đạo hào quang do quái ảnh biến thành cũng đã nhập vào trong khúc hồn. Hàn Lập một bên lấy tay giữ vết thương trước ngực, một bên nhìn chừng chừng khúc hồn phía đối diện. Lúc này cặp mắt đỏ như máu của khúc hồn từ từ mở ra. Chương 427, Huyền hồn luyện yêu. Hàn lập lập tức lôi ra một lá phù màu lam từ trong túi chữ vật dán vào miệng vết thương. Bạch quang chấp động liền làm cho máu không còn chảy ra nữa. Hàn lập thấy vết thương tạm thời đã được khống chế nên mới yên lòng một chút. Nhưng khi quay đầu lại, hắn lại nhìn khúc hồn với ánh mắt băng lãnh, không nói lời nào bỗng nhiên bắn ra thanh quang cao mấy trượng gồm có chín đạo ánh sáng màu xanh biếc cực kỳ chói mắt chuyển động quanh hắn. Hàn lập hạ quyết tâm nếu không còn sống ra khỏi chỗ này, hắn quyết sẽ không thu hồi mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm để đề phòng bị lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm này ám toán thêm lần nữa. Thật lòng mà nói, từ lúc theo đuổi việc tu tiên tới nay, đây chính là lần kinh hãi nhất mà hắn gặp phải. Chỉ cần phản ứng chậm một chút là ở trái tim sẽ lập tức sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Nếu không phải thần thức của hắn cường đại và phản ứng nhanh lẹ hơn sa tu sĩ bình thường thì vừa rồi bị khúc hồn đánh lén, chắc chắn hắn đã chết không thể nghi ngờ. Huyết linh toàn thực sự cực kỳ âm độc, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ hắn không cần phải lo lắng về huyết linh toàn nữa bởi vì vừa rồi chính là cái cuối cùng mà khúc hồn trước đó ngưng luyện. Dù vậy trong lòng của Hàn Lập cũng cực kỳ buồn bực. Dựa theo phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân thì hắn rõ ràng đã đem thần thức và thân thể của khúc hồn luyện chế đến mức nhân thần hợp nhất, nhưng sao lão quái vật đó lại có thể bất chi bất giác không chế được. Thậm chí ngay cả một tia thần niệm báo động hắn cũng không phát hiện ra nếu không phải hắn nhanh chóng đem phân thần của mình thu hồi thì chỉ sợ rằng cũng sẽ bị đối phương thôn vệ rồi nếu thế thì hắn mới thực sự là gặp phiền phức lớn tuy nhiên với việc đối phương có thể phụ thân vậy có thể nói rõ rằng bóng xanh đó không phải là người mà là một loại nguyên thần kiểu yêu linh ma quỷ khi quái ảnh chiếm đoạt được cơ thể của khúc hồn nói không chừng đây không phải là chuyện xấu mà có thể tạo cho hàn lập cơ hội để tiêu diệt đối phương nghĩ tới đây hàn lập lật tay một cái chuông nhỏ tinh xảo bằng đồng xuất hiện đây chính là dẫn hồn chung bị hắn xếp xó đã lâu chiếc chuông này có thấm máu của khúc hồn mặc dù không hy vọng dùng nó có thể bắt được đối phương nhưng dù sao cũng có khả năng tạo cho hắn cơ hội lợi dụng lúc này khúc hồn phía đối diện đang hoạt động chân tay dường như đang tập thích ứng với thân thể đó vừa thấy cử động của hàn lập hắn liền cười rộ lên không có vẻ gì là sợ hãi cả hắn lập thấy tình hình như vậy thân sắc trầm xuống không trần trừ nữa mà thúc động dẫn hồn chung một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên trong mắt khúc hồn hồng quang chấp động vài cái nhưng thân hình bất động, bộ dáng không có chỗ nào là bất ổn cả. Hàn lập nhịn không được, lòng liền trùng xuống, mặc kệ người động tay động chân gì ở trên phân thân sát đan này, nếu bổn tỏa đã thành chủ nhân của nó thì ngươi cho là một cái cấm chế nho nhỏ cũng có tác dụng sao. Giọng khàn khàn khúc hồn vang lên, trên mặt tràn đầy vẻ châm biếm. Ngươi biết sát đan phân thân, hàn lập nghe vậy khẽ biến sắc, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắc hắc sát đan và phân thân thuật là do lúc đầu ta truyền dạy cho hai tên phản đồ ngươi cho rằng ta không nhận biết được sao dám ở trước mặt ta mà đem phân thân thuật ra sử dụng lá gan của ngươi thật lớn chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần sử dụng phân thân luyện chế bằng thuật này thì ta có thể khống chế chúng mà không tốn chút hơi sức nào cả sư phụ ngươi không cảnh báo trước cho ngươi sao khúc hồn lắc lắc cổ vài cái sau đó khoanh hai tay trước ngực nói hàn lập trong lòng ngạc nhiên nhưng ngoài mặt có chút quái dị nói sư phó nào cái này là do ta lấy được từ trong một khối ngọc giản, không biết có quan hệ gì với các hạ. Hắn không có ý muốn thay thế cực âm sư tổ chịu oan ức, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, hắn vẫn nhàn nhạt giải thích một chút. Ngọc giản, tiểu tử, người không thừa nhận là đệ tử của hai tên phản đồ kia thì ta sẽ thả cho ngươi đi sao? Sau khi bắt người ta sẽ rút hồn luyện thần, khúc hồn dường như không tin những lời của Hàn Lập mà mặt không chút đổi sắc nói. Nói xong hắn không do dự đưa tay vẫy đống bạch cốt đang ở phía xa, Chúng tự động lơ lửng bay lên, trong nháy mắt đã hợp thành một bộ xương khô đầy đủ, tiếp theo bạch quang chợt lóe, bắn về phía Khúc Hồn. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì nhưng Hàn Lập sao để cho đối phương dễ dàng hoàn thành mọi thứ được. Lúc này hắn không cần suy nghĩ, ngón tay điểm ra mấy cái, ba đạo kiếm quang màu xanh bay ra, bắn thẳng đến bộ xương kia. "Đây chính là Thanh Nguyên kiếm quang, ngươi cũng dám làm càn." Khúc Hồn âm trầm nói, liền lúc đó một đạo huyết trụ từ trong miệng của hắn phóng ra sau một loạt âm thanh ầm, ầm do huyết trụ và thanh quang va chạm nhau khiến cho quang mang bắn ra tứ phía. Hàn lập khẽ cau mày, lộ ra vẻ nghiêm túc, tu vi của khúc hồn sau khi bị phụ thân dường như không chỉ giới hạn trong phạm vi kết đan sơ kỳ. Việc này có chút cổ quái, nhưng những màn tiếp theo xảy đến với khúc hồn lại càng làm cho hắn thêm hoảng sợ. Chỉ thấy bộ bạch cốt phóng tới trước mặt khúc hồn, sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể hắn mà không bị ngăn trở gì cả. Sau đó, khúc hồn ngửa đầu hét to một tiếng, Thân thể thoát ra rất nhiều loại quang hoa với các màu sắc bất đồng, có u hỏa màu xanh biếc, có quỷ vụ màu đen, ngoài ra còn có huyết luyện thần quang do chính bản thân của khúc hồn tu luyện. Ba loại quang mang khác nhau này chuyển động không ngừng xung quanh cơ thể khúc hồn sau đó hoàn toàn bao bọc hắn vào trong. Lúc này khúc hồn thét to một tiếng, cơ thể hắn bắt đầu có âm thanh phát ra, tiếp theo gặp người thống khổ, thân thể tứ chi bắt đầu co lại. Sau khi âm thanh kết thúc, hắn lại đứng thẳng người dậy. Khúc hồn bình thường có thân thể to lớn nhưng bây giờ bị rút lại một đoạn, rất giống với thường nhân. Càng làm cho Hàn Lập thêm hoảng sợ chính là khuôn mặt của Khúc hồn lại có bộ dáng của một thanh niên mi thanh mục tú, ngay cả đôi mắt màu đỏ cũng nhạt đi. Chỉ trong nháy mắt Khúc hồn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hàn Lập ngạc nhiên một lát, cuối cùng trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Lúc đầu khi thấy đối phương nghênh ngang làm phép ở trước mặt, hắn muốn nhân cơ hội đó đánh lén nhưng không ngờ đối phương lại thi triển pháp thuật quá nhanh, không cho hắn một cơ hội nào phụ thân, còn thêm đoạt xá. Hàn lập im lặng trong chốc lát rồi hướng về phía thiếu niên nhàn nhạt hỏi một câu khó hiểu. Thiếu niên sau khi nghe xong lộ ra vẻ cười như không cười. Người quá xem thường công pháp huyền hồn luyện yêu của ta rồi. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có tư cách tu luyện và khi tiến hành đoạt xá ta hầu như không hề bị hạn chế điều gì cả, mà có thể tùy ý sử dụng huyền hồn bám vào người khác. Hôm nay huyền hồn ngưng cốt thuật của ta đã luyện thành, vì thế trước tiên ta sẽ bắt ngươi lấy máu huyết tế cho ngày trở lại của bổn thánh tổ thiếu niên nhìn hàn lập, nheo hai mắt bình thản nói. Sau đó hắn khoát tay một cái, mười móng tay màu xanh biếc bỗng nhiên dài ra vài tấc và trở nên sắc nhọn. Hàn lập thần sắc âm trầm, không nói thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng ném ra túi linh thú đang ở trong tay, mấy ngàn con phệ kim trùng ùn ùn xuất hiện, một lát sau hợp thành một đám mây màu vàng rực rỡ bay lơ lửng ở trên đầu. Tiếp theo hai tay vung lên, bốn phía bạch quang chợt lóe, ba bốn người con cự viên khôi lỗi liền xuất hiện xung quanh Hàn Lập từng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên. Không những thế, hai tay của Hàn Lập lại bắt quyết, chín thanh tiểu phi kiếm bay ra, ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm màu xanh biết dài hơn một trường. Kiếm quang chấp động không ngừng, thỉnh thoảng bắn ra từng tia điện hồ. Chứng kiến hết thảy các việc này, thần sắc của thiếu niên đại biến, lộ ra vẻ ngoài muốn cùng với vẻ mặt ngưng trọng. Phi kiếm được luyện chế từ thiên lôi trúc, khu trùng thuật, khôi lỗi thuật. Tựa hồ không phải là môn đồ của cực âm và cực huyễn nếu là vậy chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện. Gã thiếu niên chấp động ánh mắt vài lần rồi đột nhiên nói. Hàn Lập đang chuẩn bị phát động tấn công, nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau khi im lặng một chút lại lạnh lùng nói, nhưng ta muốn thử xem các hạ có đủ bản lãnh tiếp được phi kiếm của ta hay không đã. Nói xong như thế, Hàn Lập không do dự hướng về phi kiếm điểm chỉ một cái, một đạo hào quang to như cự mãng bắn về phía gã thiếu niên kia, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm đi đùng. Gã thiếu niên thấy việc này, sắc mặt có chút trầm xuống, không đợi phi kiếm đến gần liến nhẹ nhàng đánh ra một chảo. Nam đạo hắc mang hình bán nguyệt đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng phóng to ra. Sau khi lóe lên mấy cái liền nhanh chóng chém về phía hào quang kia. Chỉ nhẹ nhàng chạm nhau một cái, nam đạo hắc mang hình bán nguyệt đã bị điện hồ màu vàng nhạt của phi kiếm đánh tan thành mấy khói, căn bản không chịu nổi một kích. Chứng kiến cảnh này, mặc dù thần sắc vẫn như thường nhưng trong lòng rất giật mình. Xem ra uy lực của kim lôi trúc kia đã hơn xa dự kiến của hắn. Trong nháy mắt đạo hào quang đã đến trước mặt thiếu niên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm, băng lãnh nhìn cự kiếm bay đến gần, bộ dáng như kiểu trong lòng đã có đối sách. Chương 428: Tiêu xá. Bỗng nhiên, quỷ trảo của gã thiếu niên lật lên, một đạo lục mang bắn ra, nghênh đón đạo hào quang. Một tiếng nổ thật lớn, điện hồ hai màu đen, vàng bạo phát, đan vào với nhau tạo thành một quả cầu lôi điện thật lớn, không cái nào nhường cái nào, vang lên âm thanh sấm sét làm đại sảnh bị chấn động vang lên tiếng ông ông, thanh thế cực kỳ kinh người. Ánh mắt của Hàn Lập đột nhiên co rút lại, thiên lôi trúc pháp bảo của đối phương cũng do loại trúc này tạo thành, điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là, Hàn Lập dường như nghĩ ra được cái gì đó, ngưng thần nhìn lục mang do thiếu niên phóng ra. Trong hào quang điện hồ chói mắt có một mũi tên màu xanh biếc dài hơn một thước tỏ chiến đấu cực kỳ kịch liệt với thanh cực kiếm do bảy thanh thanh trúc phong vân kiếm hóa thành mà không có chút yếu thế nào. Các tia lôi điện do mũi tên bắn ra không giống như của cực kiếm, Màu vàng phảng phất như không có, ngược lại còn pha lẫn với màu đen nồng đậm, giống như bị một loại tà pháp nào đó tế luyện qua. Mặc dù như thế nhưng lôi điện màu đen có uy lực vô cùng lớn, xen lẫn và chiếm thế thượng phong khi đan xen vào lôi quang màu vàng. Nhìn thấy vậy Hàn Lập không khỏi khẽ thở ra buồn bực. Không nghĩ tới điều hoài nghi lúc đầu lại là thật, khi vừa nhìn thấy mũi tên cắm vào đầu lâu của Bạch Cốt thì hắn đã cảm thấy khí tức mà nó phát ra có chút quen thuộc, rất giống với kim lôi trúc do hắn bồi dưỡng thành nhưng màu sắc nó có chút đen và thỉnh thoảng lộ ra tà khí nhẹ nhẹ, điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ. Dù sao theo hắn biết thì kim lôi trúc cũng đã xuất hiện một lần ở loạn tinh hải, sau đó biến mất không biết bao nhiêu năm. Sao lại xảo hợp thấy được, điều này làm cho hắn thật sự có chút khó tin. Nhưng hôm nay xem ra, mũi tên ám toán đối phương lúc trước chẳng những là do kim lôi trúc chế thành mà còn bi lão quỷ đem đi luyện hóa thành pháp bảo, việc này thực sự là một chuyện buồn cười. Khóe miệng hàn lập khẽ nhếch lên, nhìn không được lộ ra một tia trào phúng. Nhưng hắn bỗng nghĩ lại, nếu lúc đầu lão quỷ thừa dịp mình đang quan sát Bạch cốt thì đột nhiên sử dụng mũi tên bắn ra thì với khoảng cách ngắn như thế hắn sẽ tiêu tùng không thể nghi ngờ. Cùng với sự xuất hiện của ý niệm này hắn không khỏi càng nghĩ càng sợ hãi, đồng thời mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng. Về phần Thanh trúc Phong Vân kiếm không địch lại mũi tên đó xem ra không có gì là kỳ quái cả. Bởi vì thời gian tu luyện của phi kiếm quá ngắn hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực kim lôi trúc để chiến đấu nên còn lâu mới so được với pháp bảo của đối phương nếu thời gian bồi luyện của bảy thanh phi kiếm này lâu hơn thì một kiện pháp bảo kim lôi trúc của đối phương tuyệt đối không thể chống lại được nhưng sau khi dò xét biết được đối phương thực sự có biện pháp đối phó với ích tà thần lôi thì hàn lập cũng không muốn cùng đối phương đánh với nhau tới mức sống chết dù sao từ khi bóng xanh xuất hiện cho đến hiện tại khi hắn biến thành thiếu niên hàn lập vẫn không thăm dò được tu vi chân chính của đối phương người này xảo trá giảo hoạt một thân tà pháp ma công lại càng quỷ dị thâm độc khó lòng phòng bị nếu mạnh tay tấn công thì cho dù hắn còn có sát chiêu là hơn vạn con vệ kim trùng thì cũng không nắm chắc có thể thủ thắng nghĩ lại vừa rồi đối phương đột nhiên dừng tay đưa ra đề nghị vì biết được hắn có nhiều pháp bảo lợi hại và công pháp cổ quái nên cũng có chút kiêng kỵ nghĩ như vậy xong hàn lập không nói một lời liền hướng tới thanh cự kiếm phất tay một cái ngay tức khắc ầm một tiếng cự kiếm phân giải thành bảy thanh tiểu phi kiếm bay vụt về phía hàn lập Thiếu niên thấy vậy, Hàn Mang trong mắt hơi lóe lên, sau khi do dự một chút cũng không đem pháp bảo mũi tên truy kích mà đồng dạng triệu hồi nó về. Các hạ nếu thật sự là sư phụ của Cực Âm Tổ sư, vậy chẳng phải hơn ngàn tuổi rồi sao? Hàn Lập sau khi thu phi kiếm trở về, liền lãnh đạm hỏi với vẻ không tin: "Ta khi chưa bắt đầu tu luyện Huyền Hồn Đại Pháp thì đã sống hơn 600 năm. Sau đó hóa thành Huyền Hồn thân thể mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm nhưng có lẽ cũng được 4, 500 năm rồi." Cũng may mắn là ta tán hết nguyên anh, chuyển qua tu luyện nó nếu không với chính thân thể đó có lẽ ta đã sớm tỏa hóa rồi. Thiếu niên cúi đầu nhìn, khôi phục lại thái độ bình thường, lãnh đạm nói. Hàn lập nghe xong, trong lòng cũng hết nói nổi. Nếu lời của đối phương là chính xác thì lão ta thật sự chính là lão quỷ ngàn năm A. Nhưng đồng thời, Hàn Lập cũng nổi lên hứng thú đối với huyền hồn luyện yêu đại pháp. Có thể đột phá hạn chế về tuổi thọ của đối phương thì hắn tự nhiên có điểm động tâm. Vì vậy khẩu khí của Hàn Lập thấp xuống, nói như vậy tại hạ phải kêu các hạ một tiếng là tiền bối rồi. Thiếu niên nghe xong quét cặp mắt liếc Hàn Lập một cái, có lẽ là nhìn thấy Hàn Lập cũng không thật tâm liền cười lạnh một tiếng. Tiền bối, năm đó ta tung hoành tu tiên giới nhiều năm nhưng không nghĩ mình lại rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngay cả cơ hội nhập vào Lục Đạo Luân Hồi cũng không có chỉ vì muốn tìm cho ra hai tên nghịch đồ để báo đại cừu nếu ngươi không nói rõ ràng lai lịch của mình thì ta cho dù liều mạng tổn hao một ít nguyên khí cũng sẽ không để ngươi còn sống mà đi ra khỏi đây giọng nói của hắn rất bình thường nhưng lại hàm chứa ý tứ tàn nhẫn băng lãnh hàn lập nở nụ cười khổ suy nghĩ một chút liền nói tiền bối hỏi vãn bối vậy có phải vãn bối quá thiệt thòi hay không vãn bối đồng dạng cũng có chút nghi vấn không biết tiền bối có thể giải đáp một chút được không nghe xong lời này của hàn lập thiếu niên hơi rung động nhưng lập tức ngửa đầu cười phá lên Tốt, rất tốt, ta có thể đáp ứng điều kiện này của ngươi, tuy nhiên ta sợ rằng ngươi biết quá nhiều thì mạng nhỏ cũng khó mà bảo trụ được." Thần thái cuồng ngạo của thiếu niên lộ ra. "Hắc hắc, điều này không cần tiền bối lo lắng, nếu tại hạ không đoán sai thì tu vi hiện tại của tiền bối cao lắm là kết đan hậu kỳ, tại hạ hoàn toàn có khả năng ứng phó được." Hàn Lập hỏi dò xét, đồng thời cũng cẩn thận chú ý vẻ mặt của đối phương. Nhưng thiếu niên cười lạnh vài tiếng, cũng không có lộ ra cái gì khác lạ khiến cho Hàn Lập trong lòng chửi thầm một câu lão hồ ly. Hãy bớt sàm môn đi, ngươi nói sở học của mình là từ một khối ngọc giản, mà không phải là môn hạ của hai tên nghịch đồ kia, vậy đem ngọc giản lại đây cho ta xem qua một chút. Thiếu niên băng lãnh nói với bộ dáng hung hăng, hàn lập nhíu mày, trù trừ một chút rồi đưa tay tìm tòi trong túi chữ vật rồi ném ra. Một khối ngọc giản màu trắng đục bay về phía gã thiếu niên. Gã thiếu niên cũng không có trực tiếp lấy tay đón lấy, mà khoát tay một cái, một đoàn hắc khí biến thành một con hắc xà há mồm chụp lấy ngọc giản rồi bay tới trước người hắn thân thể của thiếu niên bất động, chỉ có huyết quang hai mắt lóe lên, nhìn chầm chầm ngọc giản. Trong chốt lát, dị quang trong mắt hắn biến mất, tiếp theo một ngón tay khe khẽ bắn ra, keng một tiếng, ngọc giản như một mũi tên phóng trở về phía hàn lập, sau đó chậm rãi nói. Người lúc trước làm sao mà có được cái này, ta muốn nghe một chút. Chỉ dựa vào nó cũng không đủ nói rằng, người và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ với nhau. Nghe xong lời này, Hàn Lập mỉm cười không có trả lời mà lại hỏi ngược lại. Tiền bối thần thông cái thế, nhất định danh tiếng năm xưa không nhỏ, có thể nói cho vãn bối nghe danh tính được hay không? Gã thiếu niên thấy Hàn lập không trả lời, mà hỏi ngược phận lại mình, trong lòng đại nộ, ở dưa hai chân mày lộ ra một tia âm lệ, nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền lạnh lùng trả lời: Lão phu là Huyền cốt thượng nhân Tiêu Xá, không biết ngươi đã từng nghe qua tên này chưa? Huyền cốt thượng nhân, Hàn lập nghe xong, trầm ngâm một hồi, thực sự là mình không biết đại danh này. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại thong dong nói: "Nếu tiền bối cho rằng ngọc giản không đủ chứng minh được thân phận của tại hạ, vậy công pháp đó cũng không phải là các hạ nhất mạch tương truyền, với sự lịch duyệt của tiền bối hẳn là có thể nhận ra mới phải, tiền bối đánh giá cẩn thận thêm lần nữa xem." Nói xong, Hàn Lập liền đem Thanh Nguyên kiếm quyết tăng lên cực hạn, thanh quang trên người phát ra chói mắt, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn trực tiếp. Tiếp theo Hàn Lập búng mười ngón tay, bảy, tám đạo Thanh Nguyên kiếm quang xuất hiện, công kích lên vách tường bên cạnh xuyên thủng mấy lỗ to bằng cái bát về phần lai like, lịch cái ngọc giản này rất đơn giản trước đây vãn bối giết một tên tà tu và từ trên mình hắn vô tình thu được nếu như vậy mà tiền bối vẫn không tin thì vãn bối cũng không còn gì để giải thích chỉ còn cách đánh một trận mà thôi hàn lập hai tay khẽ xoa xoa hời hợt nói tiêu xá nhìn thanh quang trên người hàn lập sắc mặt cực kỳ âm trầm nửa ngày sau sắc mặt mới hỏa hoãn nói công pháp mà ngươi tu luyện đích thực cũng không phải từ huyền âm kinh thậm chí cũng không phải là công pháp ma đạo bổn thánh tổ tự nhiên có thể nhìn ra nhưng mà ngươi lại có sát đan phân thân hơn nữa vừa đúng dịp tới đây lão phu thận trọng một chút cũng là lẽ tất nhiên bất quá lão phu lại muốn hỏi thêm ngươi một câu ngoài cái ngọc giản này ra ngươi còn có thu được thứ khác từ trên người đối phương hay không nghe xong lão ma này nói hàn lập thần sắc khẽ động hắn mơ hồ hiểu được đối phương uy hiếp mình nửa ngày cũng vì mục đích cuối cùng này hàn lập không trả lời mà nhàn nhạt hỏi ngược hắn một câu Tiền bối nếu đã tu luyện thành huyền hồn luyện thân cộng với việc bị nhốt nơi đây nhiều năm như vậy, có phải huyền hồn ngưng yêu đại pháp có hạn chế với khuyết điểm rất nhiều hay không, chẳng hạn như không thể hành tẩu vào ban ngày hoặc bị một ít pháp khí đặc thù khắc chế. Hừ, người nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết việc này sao? Thiếu niên vừa nghe câu hỏi của Hàn Lập, không nhịn được đột nhiên giận dữ, sắc mặt thay đổi, hung hăng ngắt lời nói. Vậy đúng rồi, tiền bối nghĩ rằng ta sẽ lộ ra những thứ mà tiền bối không nên biết sao? sắc mặt hàn lập không thay đổi, nhàn nhạt nói. Tiêu xá ngẩn ra khi nghe những lời mỉa mai như vậy, vẻ giận dữ trên mặt dần dần tiêu biến. chương 429, tàn đồ tái hiện. Nếu như ngươi không muốn nói tới những việc này, vậy thì... Lời nói của huyền cốt thượng nhân thay đổi, dường như đang muốn đổi vấn đề khác. Lúc này bỗng nhiên có một chuỗi âm thanh trong trẻo phát ra từ trong người lão ma. Âm thanh thanh thúy, cực kỳ dễ nghe khiến cho hàn lập hơi bị sửng sốt. Huyền cốt thượng nhân, nghe được âm thanh này, mới đầu liền ngẩn ra, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ không dám tin, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn không để ý gì đến Hàn Lập, đột nhiên đấm một quyền vào ngực của chính mình. Bụp một tiếng, một khúc xương trắng ẩn từ trong cơ thể hắn phóng ra, bay quanh người của huyền cốt thượng nhân một vòng, sau đó liền rơi vào tay của hắn. Thì ra âm thanh lúc nãy là do miếng xương này tạo ra. Hàn Lập chừng hai mắt nhìn, lộ suốt vài tia nghi hoặc, có điểm không hiểu được khi lão ma cầm vật ấy trên tay sắc mặt lại càng thêm vui vẻ sắc một cái tiếng lão ma dùng năm ngón tay xiết một cái khúc xương đó vỡ vụng biến thành đám bột trắng từ bên trong bay ra một quang đoàn màu trắng cùng với một con hắc trùng giống như dế mèn vậy con hắc trùng vây quanh quang đoàn màu trắng không ngừng kêu to nhưng khi vừa thấy huyền cốt thượng nhân nó liền dừng kêu tự động nhập vào cơ thể hắn huyền cốt thượng nhân thấy vậy liền cười to ha hà một trận sau đó nắm lấy quang đoàn vào trong tay sau đó bạch quang biến mất trên tay hắn xuất hiện một khăn gấm gấm cũ kỹ ố vàng hàn lập ở phía đối diện nhìn thấy vật đó thì trong lòng không khỏi chấn động khăn gấm này nhìn thấy rất quen mắt rất giống với bức tàn đồ mà hắn thu được từ hắc sát giáo chủ chẳng lẽ giữa hai cái có quan hệ gì với nhau hàn lập liền suy nghĩ biết từ vật này mình có thể giải khai được đầu mối bí mật của tàn đồ nên hắn liền mở to hai mắt quan sát kỹ càng nhất cử nhất động của đối phương nhưng đáng tiếc huyền cốt thượng nhân chỉ nhìn thoáng qua vật đó một cái rồi cất nhanh vào trong áo của mình sau đó nhìn hàn lập nói với vẻ mặt bình tĩnh nếu ngươi và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ gì với nhau thì ta cũng không có thời gian dây dưa với ngươi nữa ta đang có chuyện quan trọng bên người cần phải đi làm ngay mặt khác ta cũng muốn cảnh báo ngươi một câu là không nên ở đây lâu sợ rằng tên nghịch đồ của ta nghe thấy động tĩnh ở chỗ này sẽ đến đây ngay đó nói xong như thế huyền cốt thượng nhân để ý đến phản ứng của hàn lập trong khi đang cười lạnh hóa thành một đạo huyết quang, lướt qua một bên Hàn Lập rồi bay ra khỏi cửa động, bộ dáng cực kỳ vội vã. Hàn Lập đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ nhíu nhíu mày. Lập tức thân hình chuyển động, hóa thành một đạo thanh quang bay vòng quanh đại sảnh một lần, thu thập pháp bảo cùng túi chữ vật của bọn người Kim Thanh, sau đó phóng vài hỏa cầu biến mấy cái thi thể thành cho bụi rồi mới phóng ra khỏi nơi này. Hắn không chú ý đến chuyện chuyện khăn gấm nữa bởi vì sợ nếu mình ra ngoài chậm trễ, bị đối phương động tay động chân lên chỗ cửa động, vậy thì phiền phức lớn. tuy nhiên ngay cả mấy cái chư vật này lão ma kia cũng không có nhìn lấy một chút, không biết là do đồ vật của tu sĩ kết đan kỳ hắn không có coi trọng hay là do khẩn cấp nên nhất thời sơ sót, ngược lại tiện nghi cho hàn lập. nhưng nghĩ tới hóa thân khúc hồn bị đoạt đi, hàn lập trong lòng cực kỳ khó chịu và tức giận. nhưng nếu như cùng với đối phương động thủ, hơn phân nửa là không thắng được, điều này khiến cho hàn lập cảm thấy bất lực. khi hắn đang nghĩ như vậy thì đã bay từ dưới lòng đất lên tới mặt đất rồi. Tông tích lão ma sớm đã thành hư vô, điều này làm cho Hàn Lập hoảng sợ vì độn thuật thần diệu của đối phương. Nhìn xung quanh bốn phía yên tĩnh, không tiếng động lại nghĩ đến lúc đầu nhiều người như vậy đi xuống, giờ chỉ có mình đi ra, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng loại tình cảm ủy mị này chỉ lóe lên một chút liền bị hắn gạt bỏ ra khỏi đầu. Dù sao con đường tu tiên rất dài và buồn chán, cũng không phải là lúc để cảm thán, suy nghĩ nhiều. Hàn Lập không dám ở đây lâu, sau khi xác định phương hướng một chút liền rời khỏi đảo một mặt vừa phi hành một mặt lục lọi túi chữ vật của chính mình tìm thứ gì đó